Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 26. Cô ấy biết rất có thể là Dương Bách Xuyên đã lấy được truyền thừa của Vu Hàm trong nhà Tranh. Người cá là yêu tu chứ không phải con người, cô ấy khác con người, tự có truyền thừa huyết mạch của mình. Cho nên Hạ Lộ biết Dương Bách Xuyên lấy được truyền thừa Vu Hàm, song cô ấy không nổi lên ý xấu hay nổi lòng tham, trái lại còn mừng thay đối phương. Cô ấy cũng không gặng hỏi Dương Bách Xuyên nhận được truyền thừa gì. Dương Bách Xuyên thử chú tinh huyết cũng không tránh Hạ Lộ. Thật ra đến bây giờ hai bên đã tin tưởng lẫn nhau. Khi Dương Bách Xuyên định tiếp tục thử vu thuật, đột nhiên có tiếng gào thét rung trời vang lên bên tai. Anh chợt nhìn về phía rừng rậm đằng xa. Là báo yêu tới, Hạ Lộ nói khẽ. Hay lắm, nghe động tĩnh thì có vẻ như địa tâm lão tổ không thoát khỏi sự truy lùng của báo yêu. Ha ha, thú vị thật, Dương Bách Xuyên nhếch môi cười. Mặc dù sự thật khác với suy đoán địa tâm có thể cắt đuôi báo yêu, nhưng đúng là ông ta chạy về phía này. Phương hướng không sai. Xem chừng ông ta đang ở ngoài mấy nghìn mét. Dương Bách Xuyên bắt đầu suy nghĩ phải đối phó với báo yêu như thế nào, dù sao thực lực của một trong hai con báo yêu còn mạnh hơn võ cổ giả tiên thiên tầng 2. Đến bây giờ Dương Bách Xuyên không sợ bất kỳ một cao thủ tiên thiên nào trong ngọn núi cổ này, trái lại đối tượng khiến anh phải lo lắng chính là báo yêu. Hiện tại Dương Bách Xuyên rất tự tin rằng mình có thể cướp linh chi nghìn năm từ tay địa tâm lão tổ. Nhưng anh cũng biết sau khi lấy được linh chi nghìn năm, mình sẽ trở thành đối tượng công kích của báo yêu. Đây là vấn đề chắc chắn phải đối mặt. Thoát thân bằng cách nào chính là vấn đề. Không thể chạy trốn được, khoảng cách từ nơi này đến khe nứt ngọn núi để ra ngoài ít nhất cũng phải 800-900 mét, anh không địch lại tốc độ của báo yêu. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp thỏa đáng mới được, đừng để lật thuyền trong mương, trở thành món lót dạ của báo yêu. Trong lúc Dương Bách Xuyên đang suy tính, Hạ Lộ cất lời, nếu thật sự không được thì bỏ đi. Tôi cảm thấy thực lực của con báo yêu kia là tiên thiên tầng 2 đỉnh phong, con còn lại cũng có thực lực tiên thiên tầng 2. Đối đầu với chúng, tôi không nắm chắc phần thắng. Trước tiên cứ xem tình hình rồi tính tiếp, dù sao bây giờ linh chi nghìn năm cũng đang ở trong tay địa tâm lão tổ. Và lại tôi thấy trường linh lão đạo và nguyên thần tử không phải đèn cạn dầu. Anh vừa nói đến đây. Tiếng gầm thét của báo yêu lại vang lên lần nữa, hơn nữa chúng đã cách nơi này 30 mét. Dương Bách Xuyên sốc luôn, anh đã đánh giá thấp tốc độ của báo yêu. Hồi nãy còn cách mấy nghìn mét, anh mới chỉ nói với Hạ Lộ mấy câu, thời gian chừng 2-3 phút, vậy mà chúng đã cách nơi này 30 mét. Thật sự là quá nhanh. Sau khi ra hiệu cho Hạ Lộ nấp sau tảng đá to, Dương Bách Xuyên phóng tầm mắt ra xa, trông thấy ba người địa tâm lão tổ, trường linh lão đạo. Nguyên thần tử người trước kẻ sau chật vật chạy như điên tới. Trên quần áo của ba người đều có vết máu, hai con báo yêu theo sát bọn họ như âm hồn. Rõ ràng là cả ba bị thương do giao đấu với báo yêu, hiển nhiên bọn họ không địch lại hai con báo nên chỉ có thể chạy trốn. Kỳ thực Dương Bách Xuyên không đoán sai, kể ra thì người buồn bực nhất chính là địa tâm lão tổ. Lúc đó ông ta ngoi ra khỏi mặt nước, vắt chân lên cổ chạy tới lối ra. Kết quả chưa chạy được bao lâu đã chạm mặt nguyên thần tử. Tất nhiên là nguyên thần tử muốn cướp linh chi nghìn năm trên người địa tâm lão tổ. Vì thế hai người đánh nhau, địa tâm sơ ý bị nguyên thần tử đánh trúng một trường. Đúng lúc này, đạo trưởng trường linh trốn trên cây nhìn trộm nãy giờ thình lình nhảy ra, nhân lúc địa tâm lão tổ bị thương cướp đoạt linh chi. Chậm trễ một chút thời gian như vậy, hai con báo đã đuổi kịp. Ba người thua hai con báo. Không thể làm gì khác hơn là cùng nhau chạy trốn, lao đi như điên. Chỉ cần ra ngoài là an toàn. Cả địa tâm lão tổ, đạo trưởng trường linh và nguyên thần tử đều bị thương nặng dưới móng vuốt của báo yêu đang nổi giận. Đối mặt với báo yêu mạnh mẽ, ba người cảm thấy lòng lạnh lẽo. Lúc ba người chạy thục mạng tới, Dương Bách Xuyên híp mắt, cắn răng xông ra ngoài, nhằm thẳng hướng địa tâm lão tổ. Anh biết hai con báo yêu rất nguy hiểm. Nhưng có câu cầu phú quý trong nguy hiểm, anh cần linh chi nghìn năm để luyện chế đan trúc cơ. Từ khi bước vào con đường tu chân đến bây giờ, anh đã tiếp xúc với võ cổ giả cấp bậc tiên thiên, có thể nói là đã đụng độ với cao thủ hàng đầu trên trái đất. Nếu tu vi không tiến triển, cứ kẹt mãi ở luyện khí kỳ tầng 9, thì anh chỉ có một con đường chết. Chưa kể những cái khác, anh đã đắc tội với kẻ địch mạnh.
phía sau gã Đinh Dương bị anh giết là thần tông, chắc chắn thần tông có cao thủ tiên thiên tầng 2 trở lên. Nếu nhân số rất nhiều thì đúng là tai họa ngập đầu đối với anh. Còn cả tổ chức sát thủ Xương Hoa Xuyên Quốc gia trong tối nữa chứ. Theo lời Hạ Lộ thì Xương Hoa có dị năng giả ngang tầm tiên thiên, hơn nữa cô ấy nhận được tin Xương Hoa đã phái người đến Trung Quốc tìm anh gây sự. Vì lẽ đó, Dương Bách Xuyên nhất định phải nâng cao tu vi để bảo vệ chính mình và người thân bạn bè. Anh nhất định phải cướp lấy linh chi nghìn năm, cho dù bị báo yêu bám giết, anh cũng chẳng phải quả hồng mềm, đến lúc đó cứ liều mạng là được. Anh không tin chỉ số thông minh của súc vật cao hơn con người. Địa tâm lão tổ thở hồng hộc, nhận thấy hai con báo chỉ còn cách mình hơn 10 mét. Thật đáng lòng, cùng lắm thì ông ta sẽ ném linh chi nghìn năm đi. Linh chi quý giá, nhưng phải còn mạng mới hưởng được. Ông ta vẫn chưa sống đủ đâu. Không ngờ hai con báo yêu lại mạnh đến vậy, đồng thời địa tâm lão tổ cũng hận Nguyên Thần Tử và Trường Linh lão đạo thấu xương. Nếu không phải hai người bọn họ cản trở một lúc thì có lẽ ông ta đã chạy ra ngoài rồi, đâu bị hai con báo truy đuổi chật vật như vậy. Đúng lúc này, có hai người đột nhiên xuất hiện, nhìn kỹ thì thấy đó là Dương Bách Xuyên và Đàm chủ thần Long Đàm. Hai người xuất hiện vào lúc này, địa tâm lão tổ biết mục đích của họ là linh chi nghìn năm. Gừ! Con báo phía sau đã kéo gần khoảng cách, tiếng gào của nó khiến địa tâm lão tổ bồn chồn bất an. Sau có báo, trước có Dương Bách Xuyên và Hạ Lộ chặn đường. Địa tâm biết mình không giữ nổi linh chi nghìn năm, mạng già khó bảo toàn. Nghĩ tới đây, địa tâm lão tổ chợt nảy ra một kế. Ông ta nhìn Dương Bách Xuyên cách mình hơn 20 mét, lấy linh chi nghìn năm trong ngực ra rồi ném sang Dương Bách Xuyên. Nhóc con, cho cậu linh chi này, đừng cản đường lão phu. Địa tâm lão tổ vừa chạy băng băng vừa ném linh chi cho Dương Bách Xuyên không chút do dự. Hiện tại linh chi là củ khoai nóng bỏng tay, ông ta đưa nó cho Dương Bách Xuyên để anh đối phó với báo yêu. Dương Bách Xuyên sửng sốt, không ngờ địa tâm lão tổ lại ném linh chi nghìn năm cho mình. Anh lập tức nhảy lên bắt lấy linh chi nghìn năm rồi cất vào trong ngực, sau đó niệm trong đầu thu nó vào không gian bình càn khôn. Anh nhủ thầm, lấy dễ ghê. Có hơi không quen. Gừ gừ gừ. Lúc này, hai con báo yêu liên tục gầm gừ. Lao thẳng về phía anh. Dương Bách Xuyên lập tức hiểu ra lão già địa tâm lão tổ muốn gắp lửa bỏ tay người, nhưng anh chỉ có thể nhảy vào cái bẫy này. Đi thôi. Đã lấy được linh chi, Dương Bách Xuyên hô lên với Hạ Lộ rồi xoay người chạy đi. Anh sẽ không ngu ngốc đứng yên chờ báo yêu tấn công mình. Sau đó anh nhảy một phát ra xa hơn 10 mét, nhưng lúc đặt chân xuống đất, anh cảm thấy đỉnh đầu tối sầm. Dương Bách Xuyên bất giác nhìn lên thì thấy con báo yêu mạnh nhất kia đột ngột vọt qua đỉnh đầu mình. Một giây sau, nó đã chắn trước mặt anh. Gừ. Báo yêu giận dữ gầm một tiếng, đôi mắt vàng nhìn Dương Bách Xuyên đăm đăm. Gừ, con báo yêu đằng sau cũng xông lên. May mà Hạ Lộ đã đuổi tới. Lúc này Dương Bách Xuyên phải một mình đối mặt với con báo yêu mạnh nhất. Hai bên giằng co chốc lát. Báo yêu gầm lên rồi nhào tới Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không dám lơ là. Anh biết báo yêu không chỉ có thực lực mạnh mẽ, cơ thể linh hoạt và tốc độ của nó là mối uy hiếp lớn nhất đối với anh. Vì vậy khi đối đầu trực diện với báo yêu, tuy anh có bản lĩnh nhưng cũng không dám chắc mình có thể xử nó hay không. Dương Bách Xuyên không mơ tưởng mình có thể giết báo yêu, chỉ cần làm cho nó bị thương nặng là đã giành thắng lợi rồi, đến lúc đó anh có thể thoát thân. Anh đặt ra cho mình mục tiêu cố gắng đánh con báo yêu trọng thương, tốt nhất là khiến nó mất đi ưu thế tốc độ. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên đã có mục tiêu tấn công rõ ràng, tấn công bốn chân của nó. Phía sau đã có Hạ Lộ đối phó với con báo yêu còn lại, Dương Bách Xuyên dốc hết sức đối phó với con mạnh hơn. Đối mặt với con báo yêu nhào tới, Dương Bách Xuyên tung ra một kích chấn thiên trường. Bộp. Gừ. Sau khi đánh ra một chưởng, Dương Bách Xuyên di chuyển sang chỗ khác tìm cơ hội thích hợp ra tay. Trong mắt anh, chân khí ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, nhưng rồi lập tức bị móng vuốt của báo yêu đánh tan, hoàn toàn không gây trở ngại gì cho nó. Điều này khiến Dương Bách Xuyên càng thêm nặng nề. Anh vừa di chuyển vừa hô to, khai thiên trưởng. Liệt thiên trưởng. Anh dồn chân khí tung ra hai chưởng. Chân khí hóa thành chưởng, ba chưởng mang uy lực mạnh mẽ.
Trưởng thứ nhất bị báo yêu đánh tan một cách dễ dàng, Dương Bách Xuyên không tin hai trưởng liên tiếp lần này không có tác dụng gì với báo yêu. Chân khí ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ dài 6 mét giáng xuống báo yêu. Lúc này, dường như báo yêu cũng cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của hai trưởng mà Dương Bách Xuyên đánh ra. Nó lập tức gào lên, gừ. Sóng âm của tiếng gào mạnh mẽ lan rộng, Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dễ nhận thấy báo yêu cũng đã phát lực, đối mặt với bàn tay khổng lồ của Dương Bách Xuyên, nó đột ngột giơ chai chân trước lên xé thật mạnh. Ầm. Trong tiếng vang trầm đục, bàn tay chân khí của Dương Bách Xuyên bỗng phát ra tiếng rắc. Khai thiên trưởng lập tức vỡ tan. Tiếp theo là liệt thiên trưởng thứ ba. Dương Bách Xuyên không ngờ báo yêu lại há cái miệng to như chậu máu cắn xé trưởng này. Ầm ầm ầm. Gừ gừ. Rốt cuộc báo yêu cũng kêu gào thảm thiết, trưởng thứ ba có sức uy hiếp đối với nó. Dương Bách Xuyên mừng thầm. Trong không trung có một nhúm lông đen rơi xuống. Đây là lông của báo yêu, nó bị thương bởi liệt thiên trưởng. Dương Bách Xuyên nhắm chuẩn cơ hội, vận chuyển nội ngoại càn khôn công quyết, vung nắm đấm nện mạnh vào đầu báo yêu. Kim cương nhục thể cộng với chân khí trong cơ thể, anh đã dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm. Bộp. Gừ. Một quyền giác chắn đánh trúng đầu báo yêu, cơ thể to bự của báo yêu lập tức bay xa 4-5 mét. Gừ. Tuy nhiên, điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc là con súc sinh này mạnh ngoài dự đoán. Nó cứng rắn đỡ liệt thiên trưởng mà chỉ bị thương nhẹ, một quyền này đánh trúng đầu nhưng dường như không gây tổn thương lớn cho nó. Báo yêu lập tức bò dậy, lao tới như tia chớp, vung móng vuốt về phía Dương Bách Xuyên. Trong lúc sững sờ, Dương Bách Xuyên giơ tay đỡ đòn. Bộp! Một kích này khiến Dương Bách Xuyên lùi về sau mấy bước, cánh tay tê dần, nóng như bốc lửa. Anh bị móng vuốt của báo yêu rạch ra 3 vết máu, có tơ máu rỉ ra. Kim cương nhục thể mạnh như vậy mà cũng bị báo yêu cào xước, từ đó có thể thấy thực lực của nó. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng biết hiện tại cơ thể mình chỉ là kim cương nhục thể tầng 1 mới nhập môn. Nếu cấp bậc cao hơn một chút thì báo yêu đừng hòng gây xước sát gì cho anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Con súc sinh này được lắm, anh đây liều mạng với mày. Dương Bách Xuyên bị cào rách tay, trong lòng bùng lên lửa giận. Anh giận dữ hét lên một tiếng, chân khí trong lòng bàn tay lại ngưng tụ lần nữa. Sau khi vận chuyển công pháp, trên tay anh tỏa ra quầng sáng mùa vàng nhạt. Anh vung nắm đấm nện vào báo yêu. Tuy báo yêu rất mạnh, nhưng từ đòn tấn công thăm dò có thể thấy cơ thể anh cộng thêm chân khí vẫn có khả năng chống lại móng vuốt sắc bén của báo yêu, không phải là không thể làm nó bị thương. Rầm rầm. Dương Bách Xuyên xông tới đập mạnh vào đầu báo yêu, nhưng đồng thời vai anh cũng bị báo yêu cào một phát. Vai áo rách bươm, có vết máu thấm ra, Dương Bách Xuyên cảm thấy đau rát, nhưng vết thương không sâu lắm. Gừ. Báo yêu bị Dương Bách Xuyên đập trúng đầu. Vậy mà hoàn toàn không bị thương chút nào, ngược lại còn khơi dậy hung tính của nó. Nó gầm gào lao tới. Con súc sinh này cũng danh mãnh, nhìn như dương nanh múa vuốt xông đến, nhưng lúc tới gần nó đột nhiên quẫy đuôi. Chiếc đuôi dài hơn 2 mét tựa con rắn vung mạnh về phía Dương Bách Xuyên, như thể muốn quất chết anh. Dương Bách Xuyên trở tay không kịp, bị quất trúng. Bộp! Anh lập tức bay ra ngoài, toàn thân đau nhức, xem chừng đã gãy xương. Lúc bay ra ngoài, Dương Bách Xuyên biết rằng chỉ dùng sức mạnh thì không thể làm gì báo yêu. Anh lập tức đứng vững, ép một giọt máu từ đầu ngón tay ra, sau đó niệm, trên là trời, dưới là đất, phù lập nên trời đất, lấy máu làm chất dẫn. Chú thuật hỏa pháp, đốt. Dương Bách Xuyên dùng hỏa thuật trong chú tinh huyết, anh búng ra một giọt máu từ ngón tay, thúc giục chân khí xông về phía báo yêu. Cùng lúc đó, khi Dương Bách Xuyên niệm chú, ba người địa tâm lão tổ, Nguyên Thần Tử và đạo trưởng Trường Linh đang trốn ở đằng xa quan sát trận đấu đều nhìn thấy một cảnh tượng cực sốc. Từ đằng xa bọn họ trông thấy một giọt máu từ đầu ngón tay Dương Bách Xuyên bắn về phía báo yêu. Tiếp đó, biểu hiện của báo yêu rất kỳ lạ. Sau khi báo yêu đối diện với giọt máu của Dương Bách Xuyên, nó lập tức gào lên. Từ tiếng gào của báo yêu, ba người nghe thấy âm thanh run rẩy, thậm chí là chu chéo. Thế rồi con báo yêu hung hãn đột nhiên giơ móng vuốt đập vào giọt máu của Dương Bách Xuyên. Một giây sau,
nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, gừ. Chỉ thấy một chân trước của báo yêu bốc cháy, nó liên tục vỗ móng vuốt lên mặt đất nhưng lửa không tắt. Sau đó, nó cắn nứt một chân trước của mình. Gừ gừ gừ. Tiếng gào thét đầy đau đớn vang lên từng hồi. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng rất kinh ngạc, ngay từ đầu anh đã phát hiện ra sự bất thường của báo yêu. Đó là lúc niệm chú tinh huyết, anh nhìn thấy ánh mắt nó lộ rõ cảm xúc sợ hãi. Khi tinh huyết bay về phía báo yêu, nó né tránh đồng thời dùng chân trước đập vào tinh huyết, dường như đã biết trước tinh huyết rất lợi hại, nó thả phế bỏ một chân cũng không để cho cơ thể bị thương. Sau khi báo yêu quả quyết cắn nứt chân trước, nó không tấn công nữa. Dương Bách Xuyên không quan tâm được nhiều như vậy, anh phải nhân lúc báo yêu bị thương mà lấy mạng nó. Anh lập tức giơ nắm đấm, nhảy vọt lên muốn nện vào báo yêu. Nhưng sau đó anh sững sờ. Chỉ thấy báo yêu bỗng khuỵu một chân trước còn lại xuống, quỳ trước mặt anh, thân thể còn run lẩy bẩy. Tiếp theo, nó nghiêng đầu gầm lên với con báo yêu đang đánh nhau với Hạ Lộ. Con báo yêu kia nhanh nhẹn lao tới, cũng gập hai chân trước quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên. Lúc này nắm đấm của Dương Bách Xuyên sắp giáng xuống đầu báo yêu. Nhưng cảnh tượng bất ngờ này khiến anh thu nắm đấm lại. Anh chợt hiểu ra, nghĩ tới một khả năng. Đó là báo yêu khuất phục, có lẽ liên quan đến vu thuật mà anh sử dụng. Mà vu thuật khiến Dương Bách Xuyên liên tưởng tới Vu Hàm. Nơi này là đạo tràng của Vu Hàm, có thể nói Vu Hàm chính là chủ nhân của mọi sinh linh trong sơn cốc nhỏ này. Như vậy có khả năng hai con báo yêu này là yêu thú được Vu Hàm nuôi, hay nói chính xác hơn là người tộc Vu sống trong sơn cốc. Vì vậy hai con báo yêu đã khuất phục khi thấy vu thuật xuất hiện. Nếu không phải như vậy thì chẳng có lý do gì khiến báo yêu quỳ xuống trước nắm đấm của mình. Và lại, cho dù báo yêu đã mất một chân trước thì nó vẫn có năng lực phản kích, nhưng chẳng những nó không phản kích mà còn gọi con báo còn lại đến quỳ xuống. Điều này chứng tỏ trong ký ức của báo yêu, nó rất sợ vu thuật. Nói cách khác, tộc vu chính là chủ nhân của báo yêu. Dương Bách Xuyên thừa kế vu thuật truyền thừa của Vu Hàm. Bây giờ anh sử dụng vu thuật đối phó với báo yêu. Báo yêu khuất phục cũng là chuyện bình thường. Bằng không, Dương Bách Xuyên đoán rằng cho dù mình sử dụng chú tinh huyết mấy lần, báo yêu vẫn có thể liều mạng phản kích. Dương Bách Xuyên nhìn hai con báo yêu đang quỳ dưới đất, lùi về sau vài bước rồi cất tiếng thăm dò, mau cút đi. Quả nhiên hai con báo yêu như được đại xá, thoát cái đã biến mất trong rừng. Đương nhiên con báo mạnh hơn khập khiễng rời đi. Cảnh tượng này khiến ba người địa tâm lão tổ xem cuộc chiến ở đằng xa cực kỳ kinh ngạc. Ba người không biết giọt máu kia của Dương Bách Xuyên là cái gì, nhưng trong lòng cực kỳ e sợ. Lúc này, ánh mắt đạo trưởng Trường Linh lấp lóe, ông ta dứt khoát xoay người đi về phía lối ra. Nguyên thần tử càng thêm kiêng dè Dương Bách Xuyên, lúc trước ông ta từng đắc tội Dương Bách Xuyên, bây giờ thằng nhãi này có thể thu phục được cả yêu thú mạnh mẽ. Nguyên thần tử càng không phải là đối thủ của anh, cho nên chạy là thượng sách. Lúc này địa tâm lão tổ đang nấp đằng sau một tảng đá to, cũng có ý định rút lui. Ông ta cực kỳ hận Dương Bách Xuyên, nhưng cũng xoay người định rời đi. Trước đó ông ta có mâu thuẫn với Dương Bách Xuyên, lúc này không dám cứng đối cứng với anh. Sao Dương Bách Xuyên lại không biết có ba người đang nhìn trộm ở đằng xa kia chứ? Anh không để ý tới đạo trưởng Trường Linh và nguyên thần tử. Mà híp mắt nhìn vị trí của địa tâm lão tổ, sau đó rảo bước đi tới. Anh không định để cho địa tâm lão tổ rời khỏi đây. Dù sao hai người cũng là kẻ thù, chỉ bằng bỏ ông ta lại đây để bớt một mầm họa. Dương Bách Xuyên rảo bước rời đi, không kịp nói với Hạ Lộ. Anh sợ chậm trễ thì địa tâm lão tổ sẽ trốn mất. Hạ Lộ nhìn Dương Bách Xuyên rời đi với vẻ nghi ngờ, rồi cũng đi theo. Lúc nãy Dương Bách Xuyên bảo hai con báo cút đi. Kết quả là chúng thật sự bỏ đi, chuyện này khiến cô ấy cực kỳ kinh ngạc. Tất nhiên là trước đó cô ấy cũng nhìn thấy cảnh Dương Bách Xuyên bon ra một giọt máu. Hạ Lộ nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến truyền thừa mà Dương Bách Xuyên nhận được trong nhà tranh. Càng ngày cô ấy càng cảm thấy Dương Bách Xuyên thần bí. Từ lúc hai người quen nhau, Hạ Lộ đã cảm thấy Dương Bách Xuyên rất bí ẩn. Anh rất giống vị đạo sĩ đã cứu cô ấy, hai người có hơi thở tương đồng. Hạ Lộ chỉ biết vị đạo sĩ cứu mình là một luyện khí cổ sĩ rất giỏi. Thật ra những năm qua cô ấy cũng biết đến luyện khí cổ sĩ, nhưng không hiểu rõ, chỉ coi như câu chuyện đồn thổi mà thôi.
bây giờ xem ra luyện khí cổ sĩ quả thật không đơn giản. Bởi vì hơi thở trên người Dương Bách Xuyên giống với vị đạo sĩ cứu Hạ Lộ ngày xưa, cho nên cô ấy tin tưởng và có thiện cảm với anh một cách tự nhiên. Trong mấy ngày hai người chung sống, Hạ Lộ đã hiểu nhiều về Dương Bách Xuyên, nhưng bây giờ xem ra anh chính là một câu đố chưa có lời giải. Hạ Lộ vừa suy nghĩ vừa đi theo Dương Bách Xuyên, cô ấy đã đoán ra anh muốn làm gì. Nếu muốn rời khỏi đây thì không cần gấp gáp như vậy, khả năng duy nhất là Dương Bách Xuyên muốn tìm người tính sổ. Tìm ai tính sổ? Trong bốn người, có thể loại trừ đạo trưởng Trường Linh và Bách Sơn. Đạo trưởng Trường Linh dáng vẻ hiền lành, từ lúc bắt đầu không hề nảy sinh xung đột với Dương Bách Xuyên. Bách Sơn gọi Dương Bách Xuyên là sư tổ, lúc trước còn bị báo yêu quật đuôi một phát, có lẽ hiện tại hắn ta đang chữa thương ở một nơi nào đó. Hai người còn lại có khả năng lớn. Cả Nguyên Thần Tử và Địa Tâm Lão Tổ đều từng gây sự với Dương Bách Xuyên, thậm chí muốn lấy mạng anh. Hạ Lộ khẳng định Dương Bách Xuyên muốn báo thù. Nhưng rồi cô ấy lại nghĩ anh sẽ giết một trong hai người này hay giết cả hai. Nếu Dương Bách Xuyên thật sự làm vậy, cô ấy có cần giúp một tay không? Ở một nơi khác, Địa Tâm Lão Tổ không biết rằng Dương Bách Xuyên đã ghim mình, đang đuổi theo mình. Lúc này ông ta đang đi trong rừng rậm, chỉ muốn rời khỏi đây. Lần này ra ngoài ông ta đã chọc phải một kẻ địch đáng gờm, một kẻ địch có tiềm lực vô hạn. Từ lần đầu tiên quen biết Dương Bách Xuyên cho đến bây giờ, Địa Tâm Lão Tổ cảm thấy thằng nhãi này càng ngày càng kỳ lạ, càng ngày càng khác thường. Rõ ràng là đối phương chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên, nhưng thực lực lại vượt xa tiên thiên bình thường, thật sự rất kỳ quặc. Hai con báo mạnh cỡ nào, Địa Tâm Lão Tổ đã đích thân trải nghiệm. Vậy mà bây giờ Dương Bách Xuyên có thể đánh đuổi chúng. Đó là thực lực cấp bậc nào chứ, e là còn lợi hại hơn tiên thiên tầng 2 bình thường. Địa Tâm Lão Tổ từng gây sự với Dương Bách Xuyên, giờ đây ông ta bồn chồn bất an, rất sợ Dương Bách Xuyên tìm mình tính sổ. Nếu như đối đầu với Dương Bách Xuyên vào lúc này, ông ta không nắm chắc phần thắng. Huống hồ bên cạnh anh còn có Đàm chủ thần Long Đàm, người phụ nữ kia cũng là tiên thiên tầng 2 đó. Địa Tâm Lão Tổ càng nghĩ càng sợ. Nhưng trên thế gian sợ chuyện gì thì chuyện đó sẽ đến. Một khắc sau, Địa Tâm Lão Tổ khựng lại, mặt biến sắc. Phía trước xuất hiện một người, là Dương Bách Xuyên. Nhóc, nhóc con, cậu muốn gì? Địa Tâm Lão Tổ hơi chột dạ. Dương Bách Xuyên tốn mấy phút đồng hồ, cuối cùng cũng chặn đường Địa Tâm Lão Tổ. Nghe thấy câu hỏi của đối phương, anh lạnh lùng cất tiếng, Địa Tâm Lão Quỷ, đã đến lúc thanh toán nợ nần giữa chúng ta. Sắc mặt Địa Tâm thay đổi, cuối cùng điều ông ta lo lắng cũng xảy ra. Ông ta gằn giọng nói, nhóc con, cậu có biết là mình đang khơi mào tranh chấp giữa võ cổ giả Trung Quốc và nước ngoài không? Ha ha, xin lỗi nha, anh đây không biết, cũng chẳng quan tâm. Tôi chỉ quan tâm ai là kẻ thù của mình, ai là người hận tôi muốn giết tôi mà thôi. Dương Bách Xuyên phớt lờ lời đe dọa của Địa Tâm Lão Tổ. Theo lời Hạ Lộ nói, đúng là thế lực võ cổ giả Trung Quốc và thế lực võ cổ giả nước ngoài từng có hiệp ước, võ cổ giả nước ngoài đến Trung Quốc thám hiểm di tích cổ, võ cổ giả Trung Quốc ra nước ngoài thám hiểm, hai bên không được sát hại lẫn nhau. Nhưng hiệp ước này đã tồn tại gần trăm năm, đến bây giờ chẳng có mấy ai tuân thủ. Những nhân vật tai to mặt lớn lập ra hiệp ước này đã lánh đời hoặc là tạ thế, ai còn quan tâm tới những thứ này chứ? Thật ra ngoài mặt hai bên vẫn rất hài hòa. Còn bên trong thì không hề yên bình, hơn nữa hai bên đều chém giết lẫn nhau. Nhất là bên trong di tích Sơn Cốc ngăn cách với bên ngoài kiểu này, có giết người cũng không ai biết, cho dù biết thì lúc điều tra được cũng chẳng biết đến ngày tháng năm nào. Hiện tại đạo trưởng Trường Linh và Nguyên Thần Tử đã rời đi, Bách Sơn không rõ tung tích, Hạ Lộ tuyệt đối là người một nhà đáng tin tưởng, Đinh Dương cũng chết rồi. Dương Bách Xuyên không để ý tới lời đe dọa của Địa Tâm Lão Tổ. Giờ phút này Địa Tâm Lão Tổ nhìn thấy quyết tâm giết mình trong mắt Dương Bách Xuyên. Ông ta cảm thấy lòng đắng ngắt, nếu biết trước thằng nhãi này kỳ dị như vậy, ông ta sẽ không chọc vào đối phương. Bây giờ xem ra phải liều mạng thôi, bảo ông ta khoanh tay chịu trói là chuyện không thể nào. Hơn nữa, nếu thật sự liều mạng giao đấu, không phải là ông ta không có cách. Nhưng nghĩ đến thực lực của Dương Bách Xuyên tăng nhanh như tên lửa chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Địa Tâm vẫn sợ hãi. Ông ta thử bàn bạc, Dương đạo hữu, tôi còn 4 viên tinh thạch tiên thiên.
Nếu hôm nay chúng ta có thể hòa giải thì đồ của tôi đều thuộc về cậu hết. Và lại tôi còn đặt trước đan bồi nguyên ở chỗ cậu cơ mà. Lúc về tôi sẽ giới thiệu cho các tiên thiên khác trong sư môn, thậm chí cả những tông môn tiên thiên ở nước ngoài cho cậu. Cậu thấy có được không? Dù sao chúng ta đều là võ cổ giả đúng không nào? Tôi thừa nhận lúc trước tôi không nên làm khó cậu, đây là lỗi của tôi. Tôi có thể xin lỗi cậu. Dương Bách Xuyên thầm cười khẩy trong lòng. Địa tâm lão tổ vừa đấm vừa xoa, trước tiên giới thiệu mối làm ăn như viên đạn bọc đường cho mình, sau đó nhắc tới rất nhiều tông môn tiên thiên và tông môn của ông ta, đây chính là uy hiếp ngầm. Nhưng Dương Bách Xuyên không phải đứa trẻ 3 tuổi. Anh cười gằn, ha ha ha, địa tâm lão quỷ, con mẹ ông coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi đấy à? Nếu hôm nay tôi tha cho ông, lúc trở về ông sẽ không giới thiệu mối làm ăn cho tôi, mà dẫn người đến giết tôi chứ gì? Ông cho rằng chỉ một câu xin lỗi hời hợt là tôi sẽ tha thứ cho ông chắc. Nực cười, mẹ kiếp, lúc ông định giết tôi, sao không nghĩ tới những điều này? Bây giờ nhận lỗi á? Muộn rồi, đi chết đi. Dứt lời Dương Bách Xuyên tung một cú chấn thiên trưởng đập tới địa tâm lão tổ. Sắc mặt địa tâm lão tổ xa sầm, tràn đầy oán hận. Đối mặt với một trưởng của Dương Bách Xuyên, ông ta lạnh lùng hừ mũi, vươn tay thành chảo. Chân nguyên trên 5 ngón tay tạo thành quầng sáng lấp lóe, thình lình chộp về phía Dương Bách Xuyên. Sau tiếng vang nặng nề, một trưởng của Dương Bách Xuyên bị địa tâm hóa giải. Điều này nằm trong dự liệu của Dương Bách Xuyên, anh muốn thử xem chân khí hóa thành trưởng có hiệu quả ra sao với địa tâm. Bây giờ xem ra chỉ dùng chân khí biến thành trưởng thì không thể đối phó với ông ta. Nhưng anh cũng không lo lắng, lập tức hô to, liệt thiên trưởng. Anh dứt khoát sử dụng chân khí biến thành trưởng mạnh nhất đánh tới. Sau đó đầu ngón tay nhúc nhích, anh dùng chú tinh huyết phù thuật tấn công địa tâm lão tổ. Địa tâm lão tổ cắn răng giơ một chảo đỡ liệt thiên trưởng của Dương Bách Xuyên. Lần này ông ta dốc hết sức, cũng cảm thấy một trưởng này của Dương Bách Xuyên không quá mạnh. Dầm! Hai người giao đấu, địa tâm cười gằn, chỉ với chân nguyên cấp bậc này thì đừng hòng làm ông ta bị thương. Nhưng chẳng mấy chốc mặt ông ta đã biến sắc, bởi vì ông ta nhìn thấy một giọt máu bay tới, chính là giọt máu Dương Bách Xuyên đối phó với báo yêu lúc trước, có thể châm lửa. Lần này địa tâm sợ hết hồn, không dám đối đầu trực diện. Nhưng lúc này ông ta chẳng còn cách nào khác, giọt máu sắp bay đến rồi. Địa tâm lão tổ cấp tốc suy nghĩ, sau đó hét to, lão phu liều mạng với mày. Bùa chú thần đao, nổ. Đột nhiên ông ta lấy một tấm da thú trên người ra rồi phun máu lên đó. Dương Bách Xuyên nhận ra tấm da thú này là bùa chú, mí mắt giật liên hồi. Anh cảm thấy không ổn, vội vàng lùi về sau. Sau đó, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Dương Bách Xuyên nhìn thấy từng thanh đao được tạo thành từ linh khí bỗng phóng ra xung quanh, ít nhất cũng có tới mấy nghìn thanh đao. Phập phập phập. Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể giống như bị đâm mấy chục lỗ, lập tức bay ngược ra ngoài. Anh liếc thấy địa tâm lão tổ hộc máu, trên người toàn là lỗ máu. Tiếp đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Hạ Lộ từ đằng xa bay đến, tung một chưởng đánh vỡ đầu địa tâm rồi bay về phía mình. Lúc này Dương Bách Xuyên mới biết tấm bùa mà địa tâm vừa lấy ra là bùa đao rất lợi hại, lấy kiếm khí của cao thủ phong ấn trong bùa chú. Địa tâm lão tổ dùng theo kiểu cá chết lưới rách. Thẳng tay cho nổ bùa đao. Chú tinh huyết của anh bị hóa giải. Điều quan trọng hơn là cơ thể cứng rắn của anh cũng bị đao khí gây thương tích. May mà anh vẫn còn tỉnh táo, lúc bay ra ngoài anh đã lấy ra một giọt nước sinh mệnh ra uống. Chỉ cần có nước sinh mệnh, anh sẽ không mất mạng. Bộp! Cơ thể chạm đất, Dương Bách Xuyên đau nhức toàn thân, ý thức cũng dần mơ hồ. Anh nghe thấy Hạ Lộ gọi to, sau đó tầm mắt tối sầm lại, hoàn toàn hôn mê. Khi Dương Bách Xuyên tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại thoải mái. Anh quan sát căn phòng một lượt, đây là một căn phòng cổ kính rất xa lạ, anh không biết mình đang ở đâu. Dương Bách Xuyên ngồi dậy, kiểm tra thân thể thì thấy đã lành lặn, trên người không còn vết thương nào. Anh nhớ lại mình bị thương bởi vì địa tâm lão tổ cho nổ một tấm bùa chú đao khí, lúc đó toàn thân anh giống như bị đâm mấy chục đao. Ngay cả địa tâm cũng bị bùa chú của mình đâm thành cái sàng. Lão già kia ra chiêu liều mạng như thể muốn cá chết dưới rách với anh. Dương Bách Xuyên chỉ nhớ lúc đó trên người địa tâm lão tổ cũng có rất nhiều lỗ máu,
sau đó còn bị Hạ Lộ đánh vỡ đầu. Tóm lại là địa tâm chết rồi. E là địa tâm lão tổ không ngờ rằng anh có thánh dược chữa trị vết thương như nước sinh mệnh. Dương Bách Xuyên vẫn còn nhớ anh đã tranh thủ lúc bản thân còn tỉnh táo mà uống một giọt nước sinh mệnh. Bây giờ anh không còn một vết thương nào, chắc chắn là công lao của nước sinh mệnh. Hẳn là Hạ Lộ đã cứu anh. Quả nhiên lúc Dương Bách Xuyên phóng linh thức ra ngoài, anh nhìn thấy bên ngoài là thần Long Đàm. Sau khi tỉnh lại, Dương Bách Xuyên đã đầy máu phục sinh, tinh thần sung mãn, vết thương lành lặn nhờ công hiệu của nước sinh mệnh. Dương Bách Xuyên tin rằng nếu chưa chết thì cho dù gãy tay gãy chân, chỉ cần uống đủ nước sinh mệnh là có thể khôi phục. Bây giờ anh ngày càng tò mò về nước sinh mệnh, hay nói chính xác hơn là bí ẩn của bình càn khôn. Rốt cuộc bình càn khôn là thứ gì mà có thể tạo ra nước thần kỳ diệu như nước sinh mệnh? Nếu như sau này bình càn khôn lại thăng cấp, liệu có xuất hiện vật báu khác còn thần kỳ và lợi hại hơn nước sinh mệnh hay không? Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên kích động đến độ máu sắp chảy ngược. Chuyến hành trình đến đạo tràng Vu Hàm lần này tuy kinh tâm động phách, nhưng tuyệt đối là lần thu hoạch lớn nhất của Dương Bách Xuyên từ lúc tu chân đến nay. Số đan bồi nguyên anh mang theo đã đổi lấy tinh thạch tiên thiên, hơn nữa các thế lực lớn còn đặt hàng trước. Sau khi giết Đinh Dương, anh lấy được 36 viên tinh thạch tiên thiên trên người ông ta, cũng đủ để bày một trận pháp nhỏ ở quê rồi. Đương nhiên anh sắp luyện chế đan bồi nguyên cho đơn hàng đặt trước của đạo trưởng Trường Linh và Nguyên Thần Tử, cái này cũng cần phải bày trận pháp, linh thạch sắp đủ rồi. Còn có linh chi nghìn năm nữa, một gốc linh chi này chủ yếu dùng để luyện chế đan trúc cơ. Dương Bách Xuyên nắm chắc có linh chi nghìn năm thì luyện chế đan trúc cơ không thành vấn đề. Đan trúc cơ liên quan đến việc đột phá tu vi, liên quan đến con đường tu đạo của anh sau này. Chỉ cần lên trúc cơ thành công là anh có thể tu luyện pháp thuật mà sư phụ truyền cho, tiến gần hơn đến con đường tu chân chân chính. Về phần những thế lực trong tối mà anh đã đắc tội, cho dù là cao thủ tiên thiên thì anh cũng không sợ, cho dù người ta tìm đến cửa thì anh cũng có thể đánh lại. Nói chung là linh chi nghìn năm không thể thiếu, cuối cùng anh cũng đạt được mong muốn. Truyền thừa Vu Hàm càng là thu hoạch lớn đối với Dương Bách Xuyên. Chỉ cần luyện thành chú tinh huyết ngũ hành thì cho dù đối mặt với võ cổ giả tiên thiên tầng 3 anh cũng không lo ngại. Và cả vu y thuật nữa. Dương Bách Xuyên vẫn chưa nghiên cứu kỹ, nhưng Vu Hàm được mệnh danh là ngự y của hoàng đế thời thượng cổ. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng y thuật của ông ấy mới là thứ lợi hại nhất. Anh định chờ đến khi trở về mới cẩn thận nghiên cứu. Anh đang sống trên trái đất, sống trong thế tục, y thuật vĩnh viễn là gốc rễ trên đời. Anh tin rằng y thuật của Vu Hàm tuyệt đối không tầm thường. Điều quan trọng nhất là lần này Dương Bách Xuyên đã chân chính tiếp xúc với cao thủ tiên thiên võ đạo một cấp bậc của đạo. Sư phụ nói võ cổ giả cấp bậc này có thể cảm ngộ trời đất, chứng đạo thành tiên. Vì vậy võ cổ giả tiên thiên cũng là một cấp bậc khó lường. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, lần này tiếp xúc với tiên thiên đã giúp anh nhìn thấy một cánh cửa khác. Không nói đâu xa. Trong các tông môn lâu đời có võ cổ giả tiên thiên, bọn họ nắm giữ tài nguyên trên trái đất, ví dụ như đạo tràng Vu Hàm lần này. Dương Bách Xuyên tin chắc trên trái đất còn rất nhiều các di tích cổ tương tự. Tiếp xúc với cao thủ tiên thiên chẳng khác nào tiếp xúc với những di tích cổ này, đây mới là điều mấu chốt. Bởi vì tu chân cần sự hỗ trợ của thiên tài địa bảo để tăng tu vi, mà những thứ này tồn tại ở nơi người thường không thể tới, thậm chí không biết. Ai mà ngờ được đạo tràng Vu Hàm lần này lại nằm ở một khe nứt trong núi, sau khi vào trong thì thấy một sơn cốc chính là đạo tràng của Vu Hàm chứ. Lại ví như hồ tiên nữ ở quê, những nơi có dấu vết nền văn minh tu chân này, người bình thường cả đời cũng không chạm đến. Chỉ có cao thủ cấp bậc tiên thiên mới có thể tiếp xúc. Mà bọn họ thuộc những tông môn lâu đời trên trái đất, tất nhiên biết nơi nào trên trái đất có di tích nền văn minh tu chân và có thể đi thám hiểm. Chính vì thế, con đường tu chân của Dương Bách Xuyên cũng mở ra một hành trình mới. Sau khi hồi tưởng xong, Dương Bách Xuyên cũng tổng kết ra mặt xấu. Đó là kẻ thù. Đầu tiên, ở đại hội võ cổ anh giết chết Diệp Tái Thiên tương đương với kết tử thù với nhà họ Diệp. Nhưng đâu thể trách anh, là tại Diệp Tái Thiên gây sự trước. Hiện tại Dương Bách Xuyên chẳng còn quan tâm đến nhà họ Diệp nữa. Vân Môn đã thành lập. Tu vi của anh đã tăng cao, thế ra võ cổ không còn đe dọa được anh, hoàn toàn có thể bỏ qua bọn họ. Tuy nhiên,
Dương Bách Xuyên không ngờ phía sau nhà họ Diệp lại là tông môn lâu đời Thanh Thành. Người đến từ Thanh Thành là Nguyên Thần Tử. Bất kể là đại hội võ cổ hay là sơn cốc đạo tràng của Vu Hàm, anh và Nguyên Thần Tử đều đã kết thù. Người nhà họ Diệp bị anh giết tương đương với người đại diện cho Thanh Thành ở thế tục. Thù này đã định, vì thế Dương Bách Xuyên có một kẻ địch là tông môn lâu đời nắm giữ thế lực hùng mạnh. Còn nữa, Đinh Dương và Địa Tâm lão tổ thuộc thế lực tông môn lâu đời ở nước ngoài. Mặc dù không có ai nhìn thấy anh giết bọn họ, nhưng chắc chắn là những tông môn lâu đời này có cách. Dương Bách Xuyên tin chắc sau này bọn họ sẽ điều tra ra mình. Đây là kẻ thù thứ hai và thứ ba. Cuối cùng là tổ chức sát thủ thế giới Xương Hoa. Theo lời Hạ Lộ thì Thần Long Đàm nhận được tin thành viên nòng cốt của Xương Hoa dị năng giả ngoại quốc đã tiến vào Trung Quốc, chắc là đến tìm anh báo thù. Vì vậy Dương Bách Xuyên nghĩ rằng hiện giờ thời gian của anh rất eo hẹp, anh nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi thì mới có thể bảo vệ chính mình và người thân bạn bè. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên đứng ngồi không yên. Anh đắc tội bốn kẻ địch, hơn nữa cả bốn đều là tông môn lâu đời có thế lực và thực lực hùng mạnh, tiên thiên trong tông môn chỉ là bước đầu mà thôi. Không một thế lực đối địch nào có thể khiến anh tạm thời yên tâm. Trong bốn thế lực đối địch này, thế lực khiến Dương Bách Xuyên lo lắng nhất là tổ chức sát thủ Xương Hoa. Bọn họ là sát thủ, không có nguyên tắc của võ cổ giả, ai mà biết được liệu bọn họ có uy hiếp đến người thân bạn bè của anh hay không. Dương Bách Xuyên đứng dậy định rời đi. Anh phải về nhà thăm người thân bạn bè thì mới yên tâm. Anh đi tới cửa, đang định mở cửa thì cửa phòng đã mở ra từ bên ngoài. Là Hạ Lộ và Bách Sơn cùng tới. Lúc này Hạ Lộ đã thay sang bộ đồ trắng, vẫn ăn mặc như trước kia, che kín bản thân. Cô ấy vẫn không muốn cho người khác biết thân phận của mình. Sư tổ tỉnh rồi, Bách Sơn thoáng sửng sốt khi trông thấy Dương Bách Xuyên, sau đó mừng ra mặt. Tuy Hạ Lộ không nói gì, nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận được cô ấy cũng vui mừng. Mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy Bách Sơn cũng ngây ra một lúc. Anh nhớ là ở đạo tràng Vu Hàm, Bách Sơn bị báo yêu quất đuôi bay vào bụi cỏ. Lúc đó Dương Bách Xuyên vội vàng đuổi theo Địa Tâm lão tổ, quên bén Bách Sơn, sau khi giết Địa Tâm lão tổ cũng không thấy hắn ta đâu. Bây giờ gặp lại, ít nhiều gì Dương Bách Xuyên cũng thấy áy náy. Theo lý thì lúc đó anh không nên đuổi theo Địa Tâm lão tổ, mà phải đi xem Bách Sơn trước. Bách Sơn, ông không sao chứ? Dương Bách Xuyên hỏi thăm. Cảm ơn sư tổ quan tâm, tôi không sao. Bách Sơn kể lại vắn tắt hoàn cảnh lúc đó. Lúc đó hắn ta bị báo yêu quật đuôi bay ra ngoài, quả thật đã bị thương, may mà nghỉ ngơi một ngày thì hồi phục. Sau đó hắn ra khỏi sơn cốc. Sau khi ra ngoài, hắn ta gặp Dương Bách Xuyên đang hôn mê được Hạ Lộ cõng. Thế rồi Bách Sơn đi cùng Hạ Lộ đưa Dương Bách Xuyên tới Thần Long Đàm. Bách Sơn thật lòng coi Dương Bách Xuyên là sư tổ. Trong lúc Dương Bách Xuyên hôn mê, ông ta không hề bỏ đi. Tiếp đó ba người ngồi xuống trò chuyện, bấy giờ Dương Bách Xuyên mới biết mình đã hôn mê một ngày một đêm. Anh cũng biết Hạ Lộ và Bách Sơn cõng mình về Thần Long Đàm. Sau khi bày tỏ lòng biết ơn hai người họ, anh đề cập đến chuyện tạm biệt rời đi. Lúc này, Bách Sơn nhìn Dương Bách Xuyên và nói, sư tổ, có thể thỉnh cầu ngài đến võ đang một chuyến được không? Thời gian tới e là không được, tôi phải về cố đô trước đã. Sắp đến cuối năm rồi, tôi phải về quê một chuyến. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên thấy Bách Sơn lộ vẻ thất vọng, thậm chí ánh mắt đong đầy lo lắng. Anh bèn hỏi, Bách Sơn, có chuyện gì quan trọng thì ông cứ nói. Chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ không từ chối. Lần này Bách Sơn để lại ấn tượng rất tốt trong lòng Dương Bách Xuyên, vì vậy Dương Bách Xuyên nhất định sẽ giúp hắn ta nếu có thể. Anh nói xong câu này, nào ngờ Bách Sơn đột nhiên đứng dậy rồi quỳ xuống trước mặt Dương Bách Xuyên, thưa sư tổ, võ đang đang gặp nguy, xin sư tổ hãy đi võ đang. Bách Sơn đột ngột quỳ xuống nói võ đang gặp nạn, cầu xin Dương Bách Xuyên đi võ đang khiến Dương Bách Xuyên sững sờ. Bách Sơn, ông làm gì thế? Có chuyện gì thì đứng lên rồi nói. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa đỡ hắn ta dậy. Lúc này Bách Sơn lại nhìn sang Hạ Lộ im lặng ở một bên, ý là có mấy lời không tiện để Hạ Lộ nghe. Đương nhiên là Hạ Lộ hiểu ánh mắt này, lập tức đứng dậy dùng giọng khàn khàn nói với Dương Bách Xuyên, hai người nói chuyện đi, lát nữa tôi quay lại. Cảm ơn đàm chủ hạ thông cảm, Bách Sơn chắp tay cảm ơn Hạ Lộ.
Dù sao hắn ta cũng đang ở địa bàn của Thần Long Đàm, đuổi chủ nhân Hạ Lộ ra ngoài là không hợp lý. Nhưng chuyện liên quan đến tông môn, Bách Sơn chỉ đành xin lỗi. Dương Bách Xuyên cũng biết tông môn lâu đời có nhiều quy tắc. Anh gật đầu với Hạ Lộ tỏ ý áy náy, cũng không nhiều lời. Dù sao ngoài anh ra không có người thứ ba biết thân phận của Hạ Lộ, nói nhiều không tốt. Sau khi Hạ Lộ ra ngoài, Bách Sơn mới nhìn Dương Bách Xuyên, chậm rãi nói về mối nguy của tông môn. Trong lời kể của Bách Sơn, hiện tại võ đang chia làm hai phe, tông môn tranh chấp nội bộ vì cuộc tuyển chọn trưởng giáo. Đương nhiên là hiện tại nội đấu chưa đến lúc đấu đá công khai, cả hai phe đều đang đấu đá ngầm. Nhưng Bách Sơn cảm thấy cuộc chiến sắp bùng nổ nên rất lo lắng. Mà sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên mang đến cho Bách Sơn một tia hy vọng có thể dẹp bỏ cuộc nội loạn tranh giành chức trưởng giáo võ đang. Theo lời Bách Sơn, võ đang chính thống là một chi của trưởng giáo đời thứ nhất, cũng là chi của hắn ta và Dương Bách Xuyên, tổ sư gia là Tư Không Nguyên. Chi này mới là dòng chính của võ đang, kiêm tu luyện võ đan, tức là lúc tu luyện kết hợp cả luyện đan. Luyện đan là gốc, võ đang lập nghiệp hơn phân nửa là dựa vào luyện đan, cũng có địa vị trong giới võ cổ. Đan mọi người luyện là đan dược Tư Không Nguyên truyền lại. Đan bồi nguyên là bảo vật trấn phái. Nhưng phát triển đến nay, đan dược của võ đang đã suy tàn. 3 năm trước, sau khi vị sư huynh biết luyện chế đan bồi nguyên bất ngờ qua đời, trên thực tế truyền thừa luyện đan của võ đang đã đứt đạo ẩn. Có thể nói 3 năm nay võ đang đã bỏ ra vốn gốc, dùng đan bồi nguyên mà các luyện đan sư đời trước để lại nhằm chống đỡ danh tiếng. Mắt thấy truyền thừa luyện đan đã đứt đoạn, nội bộ cũng xảy ra mâu thuẫn. Điều quan trọng hơn cả là trưởng giáo đời trước đã bế quan. 10 năm trước, tu vi của trưởng giáo đời trước gặp bình cảnh nên tuyên bố đóng cửa bế quan, không đột phá sẽ không xuất quan. Đã 10 năm qua không có động tĩnh, như vậy chỉ có 2 khả năng, một là ngài ấy chưa đột phá, 2 là trưởng giáo đã qua đời trong mật thất bế quan. Bách Sơn và mọi người trong võ đang cho rằng vế sau có khả năng lớn hơn. Mà lúc trưởng giáo đời trước bế quan đã để lại mầm họa hiện nay cho võ đang. Võ đang chưa xác định người nối nghiệp dẫn đến mâu thuẫn nội bộ, bắt đầu ầm ĩ vì vấn đề người nối nghiệp, tông môn chia làm 2 phe. Một phe kiên trì với lối kiêm tu võ đạo và đan đạo của trưởng giáo đời thứ nhất. Phe còn lại toàn là kẻ mê võ, chủ tu kiếm đạo. Tình hình hiện tại là phe kiếm đạo có thực lực mạnh mẽ, cho rằng đan đạo của võ đang đã đứt đoạn thì bỏ luôn, dù sao đan dược luyện chế ra cũng không phải đan bồi nguyên chính cống. Mà là đan tiểu bồi nguyên chỉ hỗ trợ cho võ giả ám kình, không hỗ trợ cho võ giả tiên thiên. Chỉ bằng đừng luyện đan nữa, chi phí luyện đan quá lớn. Sau này võ đang lấy kiếm làm chủ, lấy võ đạo làm chủ. Tư tưởng rất cấp tiến. Nhưng phe Bách Sơn không tán thành, cho rằng có thể từ từ bồi dưỡng người nối nghiệp. Luyện đan là gốc của võ đang, sao có thể từ bỏ. Thế là 2 phe đều muốn đề cử đại diện của phe mình. Mấy năm qua vị trí trưởng giáo vẫn bỏ trống, tông môn còn tổn thương nguyên khí nặng nề do nội đấu, hiện tại đã đến điểm bùng nổ, nói là trước cuối năm nhất định phải xác định được người kế vị trưởng giáo. Chắc chắn đến lúc đó 2 bên sẽ không thỏa hiệp, cuộc tranh đấu sẽ càng nghiêm trọng hơn, chuyển từ đấu đá ngầm sang đấu đá công khai. Vì thế, ý của Bách Sơn là nhờ Dương Bách Xuyên đến võ đang, bởi vì Dương Bách Xuyên là đệ tử truyền thừa thật sự của Tư Không Nguyên. Là sư huynh đệ của trưởng giáo võ đang đời thứ nhất, là tổ sư của võ đang. Điều quan trọng hơn cả là Dương Bách Xuyên có thể luyện chế ra đan bồi nguyên chính cống. Chỉ cần Dương Bách Xuyên đến võ đang thì nguy cơ nội đấu của võ đang sẽ được hóa giải. Sau khi nghe Bách Sơn nói xong, Dương Bách Xuyên cảm thấy biện pháp này của hắn ta khá tốt, nhưng hình như không liên quan gì đến anh mà. Anh bèn nói với Bách Sơn, khụ khụ, Bách Sơn à, không phải tôi không giúp ông. Tôi chỉ là người ngoài, nếu đồng ý với ông thì chẳng khác nào nhúng tay vào việc nhà của võ đang các ông. Chuyện này không hợp lý, và lại tôi không tin võ đang các ông không có cao thủ chấn giữ. Giới võ cổ coi trọng nắm đấm, để cho một cao thủ ra mặt là xong, cần gì phải đấu tới đấu lui. Ông nói xem có phải không? Ai dè Dương Bách Xuyên nói xong, Bách Sơn lập tức đứng bật dậy, nghiêm túc nói, sư tổ đừng nghĩ vậy, ngài và trưởng giáo đời thứ nhất là sư huynh đệ. Nói đúng ra ngài là người có bối phận cao nhất trong võ đang, nếu ở thời cổ đại thì ngài chính là Thái Thượng Hoàng, sao có thể nói là người ngoài chứ? Mặt khác, quả thật võ đang có cao thủ tiên thiên,
nhưng mỗi cao thủ bước vào tiên thiên tầng 6 đều đi tham thiền ngộ đạo, cho rằng trên tiên thiên là cảnh giới võ đạo cao hơn. Vì vậy, sau khi lên tiên thiên tầng 6, ai cũng rời khỏi tông môn, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của tông môn. Trừ khi tông môn gặp phải chuyện lớn liên quan đến sự tồn vong thì các vị ấy mới ra mặt. Trong mắt các vị lão làng đó, cuộc tranh chấp nội bộ của võ đang không phải vấn đề tồn vong sống còn, chỉ là việc chọn trưởng giáo mà thôi, võ đang vẫn tồn tại. Bọn họ đi khắp thiên hạ hoặc là bế quan võ đạo, không thèm quản mấy chuyện này. Dương Bách Xuyên suýt bật cười khi nghe thấy Bách Sơn ví mình là Thái Thượng Hoàng. Tuy nhiên, hình như Bách Sơn nói cũng đúng, dù sao trưởng giáo võ đang đời thứ nhất cũng chỉ là đệ tử ký danh của Tư Không Nguyên, trong khi anh là đệ tử truyền thừa. Xét về thân phận, võ đang gọi Tư Không Nguyên là tổ sư. Dương Bách Xuyên là đệ tử truyền thừa của Tư Không Nguyên, tất nhiên là thân phận cao hơn trưởng giáo võ đang đời thứ nhất một bậc. Bách Sơn nói trưởng giáo võ đang đời thứ nhất đã thành tiên mấy trăm năm, đệ tử truyền thừa của Tư Không Nguyên là anh chẳng khác gì Thái Thượng Hoàng. Nhưng anh đã nghĩ lại, Bách Sơn là người tốt, hắn ta nhờ mình giúp đỡ, mình có thể giúp nhưng lại không đồng ý thì hơi áy náy. Tốt xấu gì Bách Sơn cũng đã ủng hộ anh trong đại hội võ cổ. Nếu không có Bách Sơn và Hạ Lộ, e là Nguyên Thần Tử đã lấy mạng anh ở đại hội võ cổ rồi. Dù sao anh cũng phải trả ân tình này. Dương Bách Xuyên trải chuốt lại ngôn từ, sau đó nhìn Bách Sơn và nói, thế này nhé Bách Sơn, tôi có thể đồng ý đi võ đang một chuyến, nhưng không phải hiện tại, bởi vì tôi còn có việc khác phải làm. Mặt khác, tôi không thể đảm bảo có thành công hay không. Ông thấy sao? Bách Sơn mừng rỡ, chỉ cần sư tổ đến võ đang, tôi dám chắc đám người kia không dám nhảy nhót. Võ đang truyền thừa đến nay, tôn sư trọng đạo là điều tối kỵ, không ai dám vi phạm. Nếu ngài đến, toàn bộ võ đang bao gồm cả những vị đức cao vọng trọng trong cấm địa đều phải gọi ngài là sư thúc, chắc chắn có thể trấn áp nội đấu của võ đang. Thật ra nguyên nhân thật sự dẫn đến mâu thuẫn là truyền thừa luyện đan của võ đang đứt đoạn. Nói đến đây, Bách Sơn hơi ngượng ngùng, nếu sư tổ có thể đến võ đang chỉ dạy cho hậu bối đôi điều về luyện đan, thì có thể giải quyết chuyện này. Dương Bách Xuyên nghe ra Bách Sơn muốn nhờ anh dạy thuật luyện đan cho đệ tử võ đang, còn là thuật luyện chế đan bồi nguyên trong tay mình. Nhưng quả thật đan đạo chân chính có thể giải quyết nội đấu của võ đang. Thấy Bách Sơn lộ vẻ ngượng ngùng, Dương Bách Xuyên bật cười ha hả, được, tôi đáp ứng yêu cầu của ông, dù sao đan tiểu bồi nguyên mà võ đang luyện chế và đan bồi nguyên trong tay tôi cũng có chung truyền thừa. Đến lúc đó tôi sẽ dạy võ đang thuật luyện đan chân chính. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ kết giao với tông môn lâu đời như võ đang là chuyện cần thiết. Hiện giờ anh đã đắc tội với mấy tông môn lâu đời, cũng cần có một số đồng minh. Dạy võ đang kiến thức luyện đan chân chính cũng chỉ là chân nguyên ly hỏa quyết mà thôi. Đây là pháp thuật thông dụng ở tu chân giới. Dùng một ly hỏa quyết đổi lấy tình hữu nghị của võ đang rất đáng giá. Về chuyện Bách Sơn xem anh là Thái Thượng Hoàng của võ đang, Dương Bách Xuyên không coi là thật. Các tông môn lâu đời truyền thừa hơn mấy trăm nghìn năm, một hậu bối tu chân mới nổi như anh sao có thể gây ảnh hưởng tới họ được. Hiện giờ Dương Bách Xuyên không còn là tên gà mờ mới bước chân vào giang hồ nữa. Anh đồng ý với yêu cầu của Bách Sơn, thứ nhất là vì trả nợ ân tình của Bách Sơn, thứ hai là muốn tìm một đồng minh trong giới võ cổ cho Vân Môn, hay nói chính xác hơn là thành lập một mối quan hệ ngoại giao. Đây là chuyện rất cần thiết. Hai người nói về một số chuyện của võ đang. Sau đó Bách Sơn rời đi, còn mời Dương Bách Xuyên đến võ đang trước cuối năm. Sau khi Bách Sơn đi, Dương Bách Xuyên cũng ra khỏi căn phòng, chuẩn bị rời đi. Anh vừa ra cửa đã trông thấy Hạ Lộ mặc đồ trắng như tuyết ở đằng xa. Anh đi tới chào tạm biệt, còn chưa mở lời Hạ Lộ đã nói, cậu phải đi à? Được, tôi còn có chuyện phải xử lý, tôi đến nói lời tạm biệt với cô thôi. Dương Bách Xuyên nhìn Hạ Lộ, không biết vì sao. Anh cảm giác người cá này có chút đa cảm. Để tôi tiễn cậu khi không có người ngoài, Hạ Lộ không che giấu giọng nói, giọng cô vẫn dễ nghe như trước. Được. Hai người sóng vai đi về phía thôn Thần Long Đàm. Cả đoạn đường, cả hai đều không nói gì, sau khi ra khỏi thôn Dương Bách Xuyên dừng lại nói, đến đây là được rồi, à, bây giờ cô cũng giống y chang người bình thường rồi, có muốn đi dạo ở thế giới phàm tục không? Theo lễ phép, Dương Bách Xuyên bày tỏ lời mời với Hạ Lộ, đương nhiên cũng cảm giác được tâm trạng cô không tốt nên nói một câu ấm lòng. Rất rõ ràng,
Dương Bách Xuyên cảm thấy cơ thể Hạ Lộ khẽ run lên. Chỉ nghe cô nói, không được, Thần Long Đàm còn có chuyện quan trọng tôi không thể đi được, chờ tôi xử lý xong chuyện trong tay sẽ tới tìm cậu, đến lúc đó cậu đừng hòng không đi chào đón người bạn này. Hạ Lộ rất bất ngờ dùng giọng điệu trêu chọc nói một câu. Dương Bách Xuyên khẽ nói, cô đã nói chúng ta là bạn bè, nào có không chào đón chứ, đến lúc đó cứ việc tới tìm tôi, nếu cô không đến, lúc rảnh rỗi tôi cũng sẽ đến Thần Long Đàm thăm cô. Được, chúng ta một lời đã định. Một lời là định, vậy tôi đi đây, cô quay lại đi. Nhớ kỹ cẩn thận người Xương Hoa, có nhu cầu gì thì gọi điện thoại cho Ngô Nam, tôi sẽ đến giúp cậu ngay. Lúc Hạ Lộ nói chuyện rất nghiêm túc. Dương Bách Xuyên nghe được dặn dò, trong lòng đột nhiên rất cảm động. Anh gật đầu xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, lại nghe được phía sau có tiếng hét lên, Dương Bách Xuyên, nếu một ngày nào đó tôi không còn nữa, cậu có nhớ đến tôi không? Dương Bách Xuyên đã đi ra ngoài hơn 10 thước, đột nhiên cả người chấn động, quay đầu lại và nói, Hạ Lộ, tuy rằng chúng ta quen biết chưa bao lâu, nhưng tôi không xem cô là người ngoài, mãi mãi sẽ không quên. Lúc này, Hạ Lộ cởi khăn che mặt xuống, nhìn về phía Dương Bách Xuyên nở một nụ cười, phất tay tạm biệt Dương Bách Xuyên. Nụ cười này đã làm lu mờ ánh sáng trong mắt Dương Bách Xuyên. Sau khi đưa mắt nhìn Dương Bách Xuyên rời đi, Hạ Lộ lại đeo tấm vải lụa lên lần nữa, cô vẫn là Đàm chủ hạ thần bí trong mắt người đời. Sau khi cô đến sảnh lớn trong hang động ở Thần Long Đàm, không lâu sau Ngô Nam đi vào, cung kính nói, Đàm chủ. Ngài bảo tôi đi nghe ngóng tình báo, tất cả đều ở đây rồi. Trong lúc nói chuyện, Ngô Nam muốn đưa một tập tài liệu trong tay cho Hạ Lộ. Nhưng Hạ Lộ không nhận, mà dùng giọng khàn khàn nói, ông nói tình huống đi, tôi không nhìn. Ngô Nam ngẩn người, nhưng lập tức nói, được rồi, là như vậy, ngài dặn dò tôi điều tra Thần Tông và M. Nguyệt Môn ở nước ngoài, hai đại tông môn này thật ra đã sắp xếp người theo dõi Thần Long Đàm ngay sau khi lập quốc. Mấy chục năm qua tình báo đều có. Lời còn chưa dứt đã bị Hạ Lộ cắt ngang nói điểm chính, tôi chỉ muốn biết tình hình cao thủ của hai đại tông môn này. Hơn nữa, lần này đến tham gia đại hội võ cổ, Đinh Dương và Lão Tổ Địa Tâm có quan hệ hay là có anh em bằng hữu nào có thực lực cường đại ở tông môn của bọn họ hay không? Nếu mà hai người này bị người giết, tông môn của bọn họ về sau có thể sẽ phái cao thủ có thực lực gì đến điều tra? Hay là báo thù? Ngô Nam trầm ngâm một hồi rồi nói, nếu là như vậy, Thần Tông của Đinh Dương sẽ có chút phiền phức, bởi vì Đinh Dương có một anh trai là phó tông chủ của Thần Tông, trên tình báo nói anh trai của Đinh Dương tên là Đinh Thái Sơn chính là cao thủ tiên thiên tầng 4, là người có thù thất báo, có quan hệ rất tốt với Đinh Dương, nếu như Đinh Dương chết, ông ta nhất định sẽ báo thù trước tiên. Về phần M. Nguyệt Môn nơi Lão Tổ Địa Tâm ở thì vấn đề không lớn lắm, bởi vì tình báo nói Lão Tổ Địa Tâm làm người cổ quái. Rất ít khi có giao tình với đồng môn, ông ta không có người thân hay bạn bè gì, muốn báo thù cho ông ta trừ phi là môn chủ của M. Nguyệt Môn truy xét. Hơn nữa, khoảng thời gian trước có nhận được tình báo về tổ chức sát thủ Xương Hoa, phương Tây phái ra một dị năng giả bá tước hấp huyết quỷ, cũng là tiên thiên ngang hàng với võ cổ giả phương Đông chúng ta, nhưng không biết là bá tước mấy đẳng, không biết là nam hay nữ, chỉ truyền đến một tin tức như thế, tổ chức sát thủ quốc tế này thật sự không dễ điều tra. Người của chúng ta cũng không tra được tên hấp huyết quỷ này rốt cuộc có tới phương Đông hay không. Chờ Ngô Nam nói xong, Hạ Lộ gật đầu nói, sai người theo dõi Thần Tông và M. Nguyệt Môn, một khi có động tĩnh gì khác thường thì lập tức thông báo cho tôi, chuyện này ông tự mình làm đi. Được, tôi đã dặn dò các thành viên bên kia sẽ theo dõi. Ngô Nam gật đầu. Xương Hoa ở 4 cứ điểm cuối cùng ở Trung Quốc chúng ta đã tra được chưa? Hạ Lộ lại hỏi Ngô Nam. Ngô Nam hơi thấp thỏm nói, cứ điểm cuối cùng chỉ có thể xác định cụ thể ở thành mộ tuyết khu Tây Tạng, nhưng không tra được ở địa điểm nào. Suốt 10 năm mà đến bây giờ ông vẫn chưa tra được. Chức phó đàm chủ này của ông ăn cái gì thế? Có biết văn phòng số 1 truyền đến tin tức đã rất không đầy đủ rồi, thời gian 10 năm đã hao tốn một lượng lớn nhân lực và vật lực cho khu Tây Tạng để điều tra tổ chức Xương Hoa, cho dù phải đào 3 thước đất cũng có thể tìm ra chứ. Hiện tại tôi rất nghi ngờ năng lực chỉ huy Thần Long Đàm của ông đấy. Nói xong, cuối cùng Hạ Lộ lại giả trang ra giọng nói già nua tràn ngập ý lạnh. Mà Ngô Nam lại cảm giác được nhiệt độ cả sảnh lớn đều giảm xuống âm 30 độ, cả người ông ta chấn động,
sắc mặt tái nhợt quỳ xuống nói, thuộc hạ làm việc bất tài, xin đàm chủ trách phạt. Hạ Lộ lạnh lùng nói, ông đích thật là làm việc bất tài, những năm gần đây tôi đã giao toàn quyền của thần Long Đàm cho ông, không có chỉ tay năm ngón với ông bất cứ chuyện gì, nhưng còn ông thì sao? Mấy năm nay đầu óc chỉ chú ý vào quyền lợi, ngay cả tôi cũng trở thành một vũ khí hạt nhân dùng để uy hiếp các tông môn cổ xưa, ông lợi dụng điểm này của tôi không quan tâm, chỉ cần đối tốt với thần Long Đàm đối tốt với Trung Quốc, tôi không sao cả, có thể bị ông lợi dụng cũng chứng tỏ giá trị của tôi. Nhưng ông không nên làm việc mà không biết suy nghĩ, thời gian 10 năm mà tìm không được cứ điểm của một tổ chức sát thủ. Ông có biết mấy năm nay bên phía khu Tây Tạng không yên ổn cũng là do người nào đó đang quấy rối không? Có người đâm chọc sau lưng quốc gia đúng không? Chẳng lẽ ông là phó đàm chủ thần Long Đàm lại bị mù sao? Lúc nói đến đây, Ngô Nam đang quỳ dưới đất đã mồ hôi như mưa, cơ thể đang run rẩy. Đích thật mấy năm nay ông ta gánh Hạ Lộ làm mưa làm gió, cũng bỏ quên chuyện ở Tây Tạng, cũng từng coi đàm chủ đại nhân là vũ khí hạt nhân để uy hiếp. Hiện tại bị đàm chủ đại nhân chính miệng nói ra, trong lòng Ngô Nam quả thực như bị rời sông lấp biển, rất rõ ràng đàm chủ vô cùng không vui. Hạ Lộ hít sâu một hơi, nhìn Ngô Nam dưới đất run rẩy, cuối cùng giọng điệu hòa hoãn lại, dù sao Ngô Nam cũng đi theo cô mấy chục năm rồi, cách làm người của ông ta chính là vậy, có chút tham lam quyền lực, nhưng thủ đoạn và đầu óc lại không thể chê được, mấy năm nay thần Long Đàm ở trên tay ông ta phát triển vẫn rất tốt. Nghe này! Triệu tập tất cả các thành viên, 3 ngày sau bắt đầu tiêu diệt 3 cứ điểm xương hoa ở Trung Quốc ta, dùng thủ đoạn khắc nghiệt nhất, lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ, ai phản thì giết, còn lại bắt giam nhốt vào thành Bạch Đế. Còn bên phía Tây Tạng thì phái thêm người đi tìm, đề nghị cấp trên kích thích dùng vũ lực trên danh nghĩa diễn luyện để phong tỏa thành Mộ Tuyết. Ông tự mình đi, 3 địa phương khác một khi ra tay, thành Mộ Tuyết ở Tây Tạng nhất định sẽ lộ ra chân tướng. Đến lúc đó tôi hy vọng ông có thể nhổ tận gốc thế lực tổ chức xương ở Trắc Quốc cho tôi, nếu ông tự mình đi Tây Tạng vẫn không tìm được cứ điểm xương hoa ở thành Mộ Tuyết để tiêu diệt thì tôi tự mình đi, nhưng ông đừng trở về gặp tôi nữa. Hạ Lộ gần như nghiêm khắc dặn dò. Sắc mặt Ngô Nam lúc xanh mét lúc trắng bệch, nhưng ông ta lập tức cao giọng nói, đàm chủ yên tâm, cho tôi thời gian 5 ngày, tôi nhất định nhổ cỏ tận gốc thế lực xương hoa trong lãnh thổ Trung Quốc ta. Làm không được thuộc hạ sẽ về biên cảnh thủ biên giới, vĩnh viễn sẽ không biết quê hương. Được rồi, nếu thật sự muốn chỉnh đốn ông, tôi đã tát ông một cái rồi, làm việc cho tốt, làm xong việc này cho tốt rồi trở về sớm một chút. Nhớ kỹ, nếu có một ngày tôi vắng mặt, ông phải bảo vệ thần Long Đàm thật tốt, làm tốt định hải thần châm cho Trung Quốc. Ở đây có 2 viên đan dược, sau khi ông sử dụng hẳn là có thể làm cho dị năng của ông tăng lên cấp bậc tiên thiên. Hạ Lộ vừa nói vừa ném một bình đan dược cho Ngô Nam. Bên trong này chứa 2 viên đan tụ khí mà Dương Bách Xuyên đưa cho cô không dùng mà giờ lại đưa cho Ngô Nam. Mà Ngô Nam nghe Hạ Lộ nói vật, sắc mặt chợt thay đổi, ông ta bắt lấy bình đan dược, nhìn đàm chủ che mặt ngồi trên ghế đá, nghe thế nào cũng cảm giác giống như đàm chủ đại nhân đang nói lời trăng trối cuối cùng, ông ta run giọng nói, đàm chủ. Đi đi, đừng nói nữa. Nhớ kỹ lời tôi nói là được rồi, sau này liên tục tăng dị năng lôi điện của ông, có thực lực ông làm việc mới không có ràng buộc. Hạ Lộ cắt đứt lời Ngô Nam, phất tay bảo ông ta đi ra ngoài. Ngô Nam thấy vậy, nắm chặt bình đan dược trong tay, sải bước đi ra ngoài, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải diệt trừ thế lực xương hoa, không để cho đàm chủ đại nhân bực bội nữa. Ông ta luôn có cảm giác đàm chủ đại nhân hình như đã quyết định làm chuyện gì đó rất trọng đại. Giống như thật sự sẽ rời khỏi thần Long Đàm. Sau khi đưa mắt nhìn Ngô Nam đi ra ngoài, Hạ Lộ tự nhủ, Dương Bách Xuyên, sát thủ ở Trung Quốc tôi sẽ giúp cậu, vì cậu là bạn bè của Hạ Lộ tôi, chuyện này cũng nên làm cho cậu, cũng là sự cấp thiết của Trung Quốc. Còn về tiên thiên tầng 4 của thần Tông, tôi sẽ đi đối đầu giúp cậu, có thể làm bao lâu tôi cũng không biết, tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu. Bạn của tôi, tại khu du lịch thần Long Giá, sau khi Dương Bách Xuyên ra khỏi thần Long Đàm, anh đã tìm một nhà hàng để ăn uống và nghỉ ngơi một lát, anh đi gấp đến nỗi quên mất hỏi xin Ngô Nam một chiếc xe để tiễn anh. Thế này thì lát nữa lại phải gọi xe để đi đến sân bay. Mặc dù đã vào mùa đông, nhưng những năm gần đây Trung Quốc có dân số tăng vọt và tiềm lực quốc gia giàu có, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu đi du lịch, như quán ăn nhẹ đặc sản mà Dương Bách Xuyên đến ăn này đây cũng vô cùng nổi tiếng. Sau khi anh gọi 2 món ăn rồi ngồi xuống chờ đợi.
Xung quanh cũng có một số người nước ngoài nói những ngôn ngữ mà Dương Bách Xuyên không hiểu, cũng có một số người trò chuyện bằng thứ tiếng phổ thông giỏm. Khi Dương Bách Xuyên đang nâng tách trà lên uống thì đột nhiên cảm thấy rằng có người đang nhìn mình. Quay đầu nhìn lại thì không phát hiện người nào bất thường cả, trong linh thức cũng không hề tồn tại võ cổ giả hay dị năng giả nào. Chẳng lẽ là ảo giác của mình sao? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm một câu, rồi lắc đầu không màng tới nữa, trong linh ý thức thì tất cả những người bên trong quán ăn nhẹ đều là người bình thường, không một ai trên người có sự chuyển động năng lượng cả. Sau khi ăn xong, Dương Bách Xuyên đi ra khỏi nhà hàng, mãi cho đến bây giờ vẫn không cảm giác được gì, trong lòng bèn nghĩ có lẽ trong khoảng thời gian gần đây, tinh thần của mình quá căng thẳng, nghĩ thầm là sau khi trở về, sẽ về quê nhà bế quan nghỉ ngơi cho thật tốt. Đó là một mùa đông yên tĩnh, Trần Bảy Roi và Độc Cô Vô Tình ở dưới quê đều đã gọi điện thoại đến, mọi thứ đều yên ổn, tin tốt là việc cải tạo thôn kiến trúc đã đang trong giai đoạn cuối rồi, còn ngôi làng mới dành cho những người dân cũng đã lần lượt có người dọn vào. Trong suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, nếu hiện giờ Vân Môn đã được xây lên, thì sẽ không còn thích hợp để ở lại khu đô thị lớn nữa, dù sao thì việc tu hành là để lĩnh ngộ đạo trời, ở khu nhộn nhịp sẽ không thể vào sâu nội tâm được. Còn thôn kiến trúc ở dưới quê chính là nơi đóng quân tốt nhất của Vân Môn, nơi còn dư âm huyết mạch của Côn Luân và núi Tần Lĩnh, có sông có núi, bốn mùa rõ rệt, những ngọn núi rộng lớn mênh mông đều có huyền thoại và truyền thuyết riêng, có di tích nền văn minh tu chân cổ. Xây đồn đóng quân của Vân Môn ở đó là một sự lựa chọn rất tốt. Hơn nữa tuổi tác của bà nội đã cao, không thích ra ngoài, anh cũng mong là có thể ở bên cạnh bà nội nhiều hơn một chút, sau khi trở về sẽ bố trí trận pháp ở quê nhà. Chọn ra một vùng của thôn kiến trúc để làm đại bản doanh của Vân Môn. Tại khu du lịch Thần Long Giá có rất nhiều đoàn xe buýt dành cho các đoàn du lịch, toàn là những đoàn du lịch 3 ngày hoặc 7 ngày gì đó, những đoàn du lịch này đưa du khách du lịch xuyên tỉnh. Ví dụ như bây giờ vậy, Dương Bách Xuyên đã tìm được một chiếc xe buýt du lịch đến Cố Đô, và sau khi trao đổi với hướng dẫn viên du lịch đã đồng ý để cho Dương Bách Xuyên cùng đi đến Cố Đô. Tất nhiên là anh đã đưa ra mức giá vé cao cho hướng dẫn viên du lịch ấy. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói thế lại đỡ mất công, anh có thể trực tiếp đón xe buýt đến Cố Đô mà không cần phải đến sân bay. Tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, câu nói này mang ý nghĩa rất rõ rệt trong tình huống như vậy. Theo như quy định thì các đoàn du lịch chuyên nghiệp sẽ không đón khách lẻ, nhưng mà có tiền rồi thì không thành vấn đề nữa. Thế là được lên xe buýt về Cố Đô thành công. Trong giây phút vừa mới lên xe, Dương Bách Xuyên lại một lần nữa cảm nhận được cái cảm giác mình bị nhìn lén như trước đó. Rồi lại biến mất trong chớp nháy. Lần này anh có thể tuyệt đối chắc chắn không phải là ảo giác của mình, mà là thực sự có cao thủ đang nhìn trộm anh, chính là từ trên chiếc xe buýt kia. Trong lòng anh liền lạnh lùng hừ lạnh, trên mặt không có chút cảm xúc nào. Sau khi Dương Bách Xuyên lên xe, Từ Tốn chậm rãi đi về phía sau, dọc lối đi. Trong linh thức của anh lướt nhìn từ sâu trong người từng du khách một. Chiếc xe buýt 47 chỗ không hề kín chỗ, tính luôn cả bản thân, hướng dẫn viên du lịch và tài xế thì tổng cộng chỉ có 39 người, trong số những người này có đủ các loại người khác nhau, đương nhiên phần lớn vẫn là người Trung Quốc. Có 3 người thanh niên châu Phi mang làn da ngăm đen quyến rũ, có cả những người da trắng tóc vàng mắt xanh, nghe ngôn ngữ trong các cuộc trò chuyện thì còn có Phù Tang và Bang Tử nữa. Đây là một đoàn khách du lịch quốc tế hóa. Tuy nhiên, điều khiến Dương Bách Xuyên thắc mắc là, linh thức của anh đã lướt qua một lượt rồi, nhưng mà không hề phát hiện trong cơ thể người nào là có năng lượng cả. Nói cách khác thì trong chiếc xe này, ngoại trừ bản thân anh ra, tất cả đều là người bình thường. Nhưng cảm giác mà Dương Bách Xuyên bị kẻ khác nhìn lén 2 lần là tuyệt đối không hề cảm nhận sai. Trên chiếc xe này nhất định là có một người đặc biệt, bây giờ linh thức của anh không phát giác được. Thì chỉ có 2 khả năng thôi. Một là người này rất giỏi trong việc che giấu sức mạnh hơi thở của mình. 2 là tu vi của người này còn cao hơn cả anh, hơn nữa còn không phải chỉ là cao hơn một ít, cho nên anh vốn không thể tra ra được. Dương Bách Xuyên không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà anh cũng không hề sợ, và ngồi vào vị trí hàng ghế cuối cùng với vẻ mặt bình tĩnh, rồi từ từ quan sát. Hơn nữa vừa rồi cảm giác bị nhìn lén biến mất khỏi người anh trong chớp nháy, cũng có thể chỉ là sự trùng hợp, anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần trong lòng biết và để ý là được. Sau khi nổ máy,
người hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi nói về những việc hành khách cần lưu ý khi ngồi trên xe và điểm đến của chuyến đi này bằng vốn tiếng Anh lưu loát, sau đó nói lại lần nữa bằng tiếng phổ thông xong, chiếc xe buýt mới từ từ lái đi. Tuyến đường được xác định là từ Thần Long Giá lên cao tốc rồi đi thẳng đến Cố Đô, rồi vào tỉnh Thiểm Tây đi xuyên qua dãy núi Tần Lĩnh để đến Cố Đô. Tất nhiên vì là xe buýt du lịch, nên suốt dọc đường đi nếu có danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thì chiếc xe đều sẽ dừng lại để mọi người vui chơi một lát. Dương Bách Xuyên không hề biết điều này, anh không ngờ là suốt dọc đường đi, đoàn du lịch sẽ vừa dừng vừa chạy như thế. Nhưng mà đã đi rồi thì đành chịu, dù sao thì Dương Bách Xuyên cũng chưa được đi du lịch một cách đàng hoàng, lần này cứ xem như là cho bản thân một cơ hội để du lịch vậy. Buổi sáng khởi hành và một giờ chiều đi qua huyện Trúc Kê của tỉnh Hồ Bắc, vào được bên trong địa phận của thành phố cực Nam thuộc tỉnh Cố Đô là An Khang Bình Lợi, là khu vực phục vụ nối giữa hai tỉnh, khu phục vụ Bình Trúc. Lúc này giọng nói của hướng dẫn viên du lịch cũng đang vang lên từ bộ loa, các du khách thân mến, chúng ta đã vào bên trong địa phận của thành phố cực Nam thuộc tỉnh Cố Đô là An Khang Bình Lợi rồi, và sắp đến được khu phục vụ Bình Trúc nối giữa hai tỉnh. Chúng ta sẽ xuống xe nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ. Xin mọi người xuống xe hãy ghi nhớ biển số xe, đừng đi quá xa, nhớ canh thời gian xuất phát. Dự tính chiều nay 4 giờ chúng ta sẽ đến được An Khang và sẽ ở lại An Khang nghỉ ngơi một đêm, sáng mai khởi hành đến Hán Trung ở lại tham quan một ngày. An Khang là thành phố cực Nam của Thiểm Tây, thời xưa gọi là Kim Châu, là thành phố giao thông trọng điểm lớn thứ hai và là thành phố giao thông đường sắt trọng điểm lớn thứ ba của tỉnh Cố Đô. Đây cũng là cố hương của Thánh Mẫu Nữ Oa của phương Đông. Khi tới điểm đến rồi, nếu có du khách nào muốn đến các điểm tham quan của An Khang, thì sau khi xuống xe hãy liên hệ với tôi, chúng tôi sẽ sắp xếp cho bạn đi tham quan. Hướng dẫn viên giới thiệu tổng quát về An Khang một cách chuyên nghiệp, đương nhiên là vẫn thiên về đề tài du lịch hơn, vì để muốn du khách tiêu dùng. Sau khi hướng dẫn viên nói xong, khoảng 10 phút sau, chiếc xe buýt liền tiến vào khu phục vụ. Sau đó mọi người xuống xe, có một cặp vợ chồng ở độ tuổi tầm, có lẽ là ông cụ mắc vệ sinh, nên đã được bà cụ dìu lấy mà đi xuống một cách vội vã, nhưng đã bất cẩn dẫm lên một người thanh niên. Lúc này người thanh niên lập tức nổi nóng la lên, khốn kiếp. Nói luyên thuyên một mạch rồi chỉ tay vào ông cụ bắt đầu mắng chửi. Còn hai vợ chồng ông bà cụ thì vội vàng xin lỗi anh ta, hướng dẫn viên du lịch cũng phiên dịch dùm để xin lỗi làm hòa. Không ngờ là anh thanh niên này không hề nguôi ngoai, mắng mỏ bằng những lời khó nghe nhất với vẻ mặt khinh bỉ. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, người thanh niên này đang nói tiếng Phù Tang, rõ ràng là một con chó Phù Tang, mặc dù anh không hiểu tiếng Phù Tang, nhưng nhìn biểu cảm của anh ta, thì nhất định là đang chửi rủa cặp vợ chồng trung niên kia. Dương Bách Xuyên vốn căm ghét dân tộc người Phù Tang từ tận đáy lòng, liền chuẩn bị đứng dậy đi đến để nói lý lẽ với tên chó Nhật đó. Làm quái gì mà anh ta lại hung hăng trên lãnh thổ của người Trung Quốc như vậy? Tuy nhiên, khi bước sang đó, anh thanh niên Phù Tang này cuối cùng cũng ngừng chửi bới mà đi xuống xe, trong khi cặp vợ chồng trung niên kia, nhất là sắc mặt của ông cụ tái mét, nhưng lại đang vội đi vệ sinh nên đã được ông chủ dìu xuống xe. Dương Bách Xuyên ngồi ở phía cuối cùng, khi anh đi đến cửa xe, những người trên xe đều đã đi xuống hết, trong xe chỉ còn lại hướng dẫn viên du lịch và tài xế. Khi chuẩn bị xuống xe, Dương Bách Xuyên nghĩ lại vẻ mặt của tên thanh niên Phù Tang vừa rồi, mà cứ cảm thấy trong lòng khó chịu, liền hỏi hướng dẫn viên du lịch, vừa rồi người Phù Tang đó mắng cái gì vậy? Hướng dẫn viên còn chưa kịp nói, thì tài xế đã mở miệng nói trước, này, người Phù Tang gì chứ? Anh ta chỉ là một tên người Nhật sống ở Phù Tang thôi, là kiều bào Phù Tang đó. Anh ta sống ở Phù Tang hơn 10 năm mà đã quên mất nguồn gốc của mình rồi. Thông tin của con chó Nhật đó chỉ ghi hai cái tên, một cái là tên tiếng Trung là Mã Tiểu Lục, còn tên Phù Tang thì là Yamada Yeku gì đó. Vừa rồi chửi rủa hai vợ chồng ông bà đó nào là người Trung Quốc không có phẩm chất, nào là đồ rác rưởi gì đó, nói chung tiếng Phù Tang của tôi cũng không được tốt, chỉ nghe được có thế, có phải không Tiểu Lý? Anh tài xế trung niên trông có vẻ đầy phẫn nộ, vừa nói vừa hỏi người hướng dẫn viên du lịch là mình hiểu có đúng không? Người hướng dẫn viên du lịch gật đầu nói, đại khái là thế. Ba của tên Yamada Yeku này là người Trung Quốc, còn mẹ là người Phù Tang. Nghe nói lần này anh ta đến Trung Quốc là để về quê cúng bái tổ tiên. Không ngờ đã trở thành một tên lai máu chính thống rồi.
Dương Bách Xuyên gật đầu, sau khi trò chuyện vài câu với anh tài xế và hướng dẫn viên du lịch thì liền xuống xe, trong lòng lại cảm thấy là mình nên đến gặp anh thanh niên đó một lát. Nếu không thì chẳng phải là có lỗi với tên Yeku gì đó rồi sao, nói ra thì ở trường đại học anh đã theo học lịch sử, căm hận nhất chính là người Phù Tang, nhất là những kẻ lai máu. Khi Dương Bách Xuyên bước vào nhà vệ sinh, liền từ xa đã nghe thấy một giọng hống hách, cũng vẫn là tiếng Phù Tang, vừa đi vào bèn nhìn thấy tên chó Nhật này lại bắt gặp cặp vợ chồng già ấy, đồng thời chỉ vào mặt họ một cách kiêu căng tức giận. Ông cụ già lớn tuổi không hiểu anh ta chửi cái gì, nhưng cũng biết là chẳng có lời nào tốt đẹp, anh ta bèn giơ tay định đánh người, nhưng đã bị bà vợ nắm lại, tức giận đến mức mặt mũi tái mét. Dương Bách Xuyên nhận ra ông cụ này có lẽ là mắc bệnh tim mạch hay đại loại thế, nên không thể chịu sự kích động, vì vậy lập tức đi tới và nói, ông bà đây hãy lên xe đợi đi, để tối nói chuyện đàng hoàng với tên Phù Tang này. Dương Bách Xuyên bảo ông bà cụ rời đi, ngờ đâu tên thanh niên Yamada Noki này đột nhiên mắng chửi anh một tràng. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn biết hai chữ đồ khốn, không cần phải tìm người phiên dịch cũng biết là tên chó Nhật này đang chửi thề rồi. Đã sớm bực mình với anh ta rồi, bây giờ lại còn dám chửi rủa người ta, lập tức quay đầu nhìn và cười khẩy, đối phó với loại người này thì chả cần phải lễ phép, càng nói lý lẽ thì anh ta sẽ càng kiêu căng, đơn giản và thô lỗ chính là cách tốt nhất. Anh bước tới và nắm ngay lấy vai của anh ta, y như tóm lấy một chú gà con vậy, rồi từ khu vực bồn rửa tay đi vào nhà vệ sinh. Thằng khốn! Tên Yamada Noki mà anh tài xế nói này đúng thật là giống với tên của anh ta, Noki liền mở miệng chửi rủa Dương Bách Xuyên, đồng thời ra sức kéo tay của Dương Bách Xuyên ra để thoát ra ngoài, nhưng mà đối với Dương Bách Xuyên, anh ta trong tay anh chỉ như một chú chó con vậy. Đối mặt với những lời mắng mỏ, Dương Bách Xuyên liền nhấc bổng anh ta lên rồi ném vào nhà vệ sinh. Đùng! Anh ta đập đầu vào cánh cửa nhỏ của nhà vệ sinh, và rồi một con chó đang nằm ngay bên trong ăn phân. Khốn! Anh ta vừa định mắng mỏ, Dương Bách Xuyên đã giơ chân đá anh ta một phát. Chỉ là tên con lai của bọn chó Nhật thôi, mẹ kiếp, ai cho mày hống hách đến mức quên cả gốc rễ thế hả? Á! Trong lúc mắng chửi, Dương Bách Xuyên tung từng đòn chân về phía Yamada Noki, mỗi cú đá đều trúng vào huyệt đạo mềm yếu, anh biết là đá vào những vị trí ấy là đau nhất. Ban đầu Yamada Noki còn chửi bằng tiếng Phù Tang, nhưng sau ba cú đá, anh ta liền ngừng chửi và phát ra tiếng kêu như giết lợn vậy. Hơn nữa sau đó anh ta cất giọng nói bằng phổ thông thuần túy của Trung Quốc, mẹ kiếp, tao phải đến đại sứ quán để kiện mày. Tao là người Phù Tang, tao là một người ngoại quốc. Mày không được đánh tao. Dương Bách Xuyên nghe thấy anh ta nói tiếng Trung một cách lưu loát thì dừng tay lại, nhìn khóe miệng anh ta co giật, cơn giận trong lòng lại tăng thêm một bậc. Lúc đầu định là đá anh ta vài cú là xong chuyện, nhưng mà bây giờ sau khi Dương Bách Xuyên hắn nói xong, trong lòng lại không nghĩ vậy nữa. Rõ ràng trên người anh ta mang dòng máu của Trung Quốc, nghe hướng dẫn viên du lịch nói ba của anh ta là người Trung Quốc, nhưng mà cứ phải làm người Phù Tang, mở miệng ra là xem thường Trung Quốc, còn nói cả tiếng Trung, đòi làm ông lớn trên lãnh thổ Trung Quốc, mà còn bảo là người nước ngoài à? Loại bạn bè nước ngoài này thì không cần cũng chả sao. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại nhìn và bật cười. Nhưng trong mắt của Yamada Noki lại cho rằng Dương Bách Xuyên đang sợ hãi, rồi đột nhiên trở nên tức giận và kiêu căng nói, tao nói cho mày nghe, bây giờ mày hãy lập tức quỳ xuống xin lỗi tao, nếu không tao đây sẽ khiến mày phải hứng chịu hậu quả. Dương Bách Xuyên nhìn anh ta cười tủm tỉm và nói, vậy quốc gia của tụi mày có trợ cấp hay chăm lo gì cho mấy đứa đầu óc thiểu năng không? Yamada Noki sửng sốt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không lẽ đầu óc của tên Trung Quốc này có vấn đề ư? Tại sao lại hỏi những câu quái gở như vậy làm gì? Nhưng mà Yamada Noki vốn cho rằng người Phù Tang vượt trội hơn người, mọi thứ đều tốt hơn Trung Quốc, nên thản nhiên nói, toàn bộ phúc lợi của người dân ở quốc gia của tụi tao đều tốt hơn gấp cả trăm lần Trung Quốc tụi mày. Dương Bách Xuyên mỉm cười và gật đầu nói, thế thì tao yên tâm rồi. Tiếp theo đây tổ tiên nhà mày là tao đây sẽ biểu diễn cho mày xem một tuyệt chiêu của Trung Quốc thời xưa. Nếu mày có xem qua phim truyền hình và phim điện ảnh võ thuật của Trung Quốc thì chắc có biết đến một loại võ công tên là tách rời gân cốt. Mong rằng tinh thần của mày đừng có gặp vấn đề gì mới được nhé, nhưng mà cho dù có xảy ra sự cố,
thì quốc gia bé như viên đạn của tụi mày cũng sẽ đối đãi tốt với người dân mà nhỉ, thế thì nửa đời sau cũng được đảm bảo, ha ha, nào, để tổ tiên của mày là tao đây biểu diễn cho mày xem nhé. Lúc này Yamada Noki trông thấy bộ dạng tươi cười và giọng điệu bình tĩnh của Dương Bách Xuyên, đột nhiên cảm thấy có hơi bất ổn, có lẽ người trước mặt kia mới là tên bị tâm thần chứ. Sau khi Dương Bách Xuyên dứt lời, liền giơ tay nắm lấy cánh tay của Yamada Noki như một tia chớp, xoay chuyển chân khí, đột nhiên kéo cánh tay của anh ta một phát, cánh tay của Yamada Noki lập tức phát ra một tiếng răng rắc. Theo sau đó còn có một tiếng hét thất thanh, á. Nhưng Dương Bách Xuyên không dừng lại ở đó, lại nắm lấy cánh tay còn lại của anh ta và lặp lại động tác tương tự. Á! Yamada Noki hét lên thê thảm như giết lợn, mồ hôi hột to bằng hạt đậu lăn dài trên trán, rồi một mùi nước tiểu thoáng qua, nhưng anh ta vẫn chưa ngất đi. Dương Bách Xuyên làm gì biết tách rời gân cốt chứ, chẳng qua là sử dụng chân khí để làm dung chuyển vị trí của xương cốt và kinh mạch của anh ta thôi, hơn nữa còn là khắp cả cơ thể. Đương nhiên trong mắt của anh ta thì đó chính là tách rời gân cốt, xương khớp và kinh mạch đều bị lệch cả rồi sao? Nỗi đau này chỉ có bản thân người trong cuộc mới cảm nhận được. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên còn kiểm soát chân khí, không để cho anh ngất đi, chính là vì muốn khiến anh ta đau đớn. Ông nội, xin hãy tha cho con, xin hãy tha cho con. Yamada Noki nằm sóng xoài trong nhà vệ sinh, chỉ còn mỗi cái miệng là có thể nói chuyện. Liền cầu xin được buông tha với ánh mắt đầy nỗi sợ hãi. Lúc này khi nghe thấy kêu thê thảm của Yamada Noki từ nhà vệ sinh, xung quanh đã xuất hiện rất nhiều người tụ tập lại xem, chiếc xe buýt vẫn chờ ở bên ngoài, Dương Bách Xuyên vốn còn muốn âu yếm thân mật với anh ta nữa, nhưng nghe thấy anh ta xin tha nên nghĩ thầm đành thôi bỏ qua. Anh nhíu mắt lại nói với anh ta, nghe cho kỹ này, sau khi ra ngoài hãy xin lỗi ông bà cụ đó, sau đó lập tức biến khỏi Trung Quốc ngay. Nếu không tao sẽ thực sự cho mày đi lãnh giấy chứng nhận thiểu năng luôn đó, hơn nữa còn là giấy chứng nhận hạng A, hiểu rõ chưa hả? Khi nói đến khúc cuối, Dương Bách Xuyên sử dụng linh thức nguy hiểm khiến cho khắp người của Yamada Noki run lên, vội vàng nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Hừ, Dương Bách Xuyên hừ lạnh rồi một lần nữa nắm lấy hai cánh tay của hắn, kéo hai phát một cách thô bạo, khiến cho xương khớp cùng kinh mạch của anh ta được trở về nguyên vẹn. Á! Sau khi la hét thảm thiết, sắc mặt của Yamada Noki trắng bệt như tờ giấy trắng. Cút ra ngoài đi, còn chờ o dìu mày ra à? Dương Bách Xuyên nói xong liền quay người đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này trong lòng Yamada Noki coi Dương Bách Xuyên như hóa thân của ma quỷ vậy, nhanh chóng lết ra khỏi nhà vệ sinh theo sau lưng anh, đi về phía chiếc xe buýt. Sau khi lên xe, Dương Bách Xuyên đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Trong khi Yamada Noki run rẩy đi đến bên cạnh các vợ chồng già, rồi anh ta không nói gì cả. Nhưng khi Dương Bách Xuyên lườm anh ta một cái thì tức ngoan ngoãn hẳn ra, cúi đầu 90 độ với ông bà cụ mà nói, xin lỗi ông bà cụ, tôi xin lỗi hai ông bà. Hai vợ chồng già hừ một tiếng, trên xe đột nhiên có người nói, hay lắm, tên nhóc này nói tiếng Trung Quốc, mà lại xem thường Trung Quốc, đúng là một thằng lai giống. Ngay lập tức. Những người du khách trên xe bắt đầu bàn tán. Lúc này Yamada Noki mặt đỏ ửng đi tới bên cạnh hướng dẫn viên du lịch, sau đó lén lút liếc nhìn Dương Bách Xuyên một cái, cuối cùng phát hiện Dương Bách Xuyên đang nhìn anh ta với nụ cười quái dị. Sau khi khắp cả người run rẩy, anh ta liền nói với hướng dẫn viên du lịch là mình muốn rút khỏi đoàn du lịch, hơn nữa hứa rằng là vì lý do cá nhân, không có bất cứ sự liên quan gì đến đoàn du lịch cả, nên sẽ tự chịu lấy mọi hậu quả. Sau khi hướng dẫn viên du lịch lấy bản thỏa thuận ra cho ký tên xong, Yamada Noki lập tức xuống xe và rời đi, cả đời này anh ta sẽ không quên chuyến du lịch này, không thể ước tính được là nỗi ám ảnh tâm lý lớn đến cỡ nào. Sau vụ việc xen ngang này, xe buýt lại tiếp tục khởi hành, cặp vợ chồng già ấy bày tỏ lòng biết ơn đối với Dương Bách Xuyên, họ biết là tên phù tang giả mạo đó nhất định là đã bị Dương Bách Xuyên dạy cho bài học rồi mới rời khỏi, nhưng dù sao cũng xem như là chút giận thay cho họ. Dương Bách Xuyên mỉm cười mà không giải thích nhiều, và nhận lấy một chai nước mà ông cụ tặng cho. Nhưng mà chính là vào lúc này đây, Dương Bách Xuyên lần thứ ba cảm nhận được luồng sức mạnh nhìn trộm ấy lại lần nữa xuất hiện, lần này anh đã xác định được một hướng, ngay khi ngẩng đầu lên nhìn thì lại biến mất không một bóng dáng.
Nhưng mà anh chắc chắn rằng người này nhất định là một trong số khách du lịch trên xe buýt, hơn nữa anh đã xác định được 4 người. Dương Bách Xuyên phát hiện ra luồng sức mạnh nhìn trộm vừa rồi đến từ trên người của một trong 4 người ngồi ở giữa xe buýt. 4 mục tiêu bị nghi ngờ đó khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy rất thú vị. Có 3 người thanh niên châu Phi và một cô gái tóc vàng mắt xanh, cả 4 người đều ở độ tuổi đôi mươi. Nhưng cho dù anh có nhìn thế nào, hay dùng linh thức để quan sát thì đều không phát hiện thấy 4 người này có vấn đề, cả cơ thể lẫn trí não của họ không hề tồn tại năng lượng. Nhưng mà Dương Bách Xuyên có thể chắc chắn là trong số 4 người đó, nhất định có một người là dị năng giả, hơn nữa còn là một dị năng giả đặc biệt. Trong đầu anh gọi sư phụ, muốn nhờ ông ấy tìm ra dùm, nhưng đã gọi nhiều lần mà sư phụ cũng không có phản hồi, vì vậy Dương Bách Xuyên đành thôi, nhưng trong lòng đã ghi nhớ 4 người họ. Bây giờ vẫn còn chưa biết người đang nhìn trộm anh có ý đồ gì, chỉ có thể tiếp tục quan sát rồi tính tiếp. Hoặc là 3 người thanh niên châu Phi hoặc là cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng trông không quá lớn, khoảng tầm 22 hoặc 23 tuổi, khuôn mặt trông như là người Pháp. Cô ấy đeo kính trông rất lịch sự, dịu dàng yếu đuối không giống với một dị năng giả, hơn nữa mãi cho đến giờ vẫn cầm cuốn sách trên tay để đọc. Nhưng còn trong số 3 anh thanh niên người châu Phi, có một người mang ánh mắt lén la lén lút, khiến cho Dương Bách rất nghi ngờ. Suốt đường đi Dương Bách Xuyên đều đang quan sát 4 người họ, xe buýt bất chợt chạy vào khu An Thị, cũng đã hơn 4 giờ chiều, mọi người đi đường đều mệt mỏi, rồi họ đặt một khách sạn để dùng bữa, người muốn ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi, ai không muốn ra ngoài thì ở lại khách sạn nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại khởi hành đi Hán Thị. Dương Bách Xuyên nửa chừng tham gia đoàn du lịch, cho nên anh phải tự lo cho lịch trình của mình, anh chỉ đi nhờ xe mà thôi, sau khi xuống xe. Dương Bách Xuyên đã tự mình đặt phòng khách sạn, nên cũng không đi đâu mà ở lại trong phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau khi hướng dẫn viên du lịch gọi điện thoại báo phải khởi hành, anh mới thức dậy ra ngoài. Trong lúc đợi mọi người trên xe, thì lại xảy ra một chút vấn đề, đợi cả nửa tiếng đồng hồ mà cô gái tóc vàng ấy vẫn không xuất hiện. Điều này khiến cho trong lòng Dương Bách Xuyên nghi ngờ, chẳng lẽ người nhìn trộm anh 3 lần 4 lượt chính là cô gái tóc vàng kia ư? Hướng dẫn viên du lịch đến phòng khách sạn tìm cô ta. Ngay lúc Dương Bách Xuyên nghi ngờ cô ta thì cô gái tóc vàng và hướng dẫn viên du lịch đã đến cùng nhau. Sau khi kiểm tra, có thể cô ta biết mọi người đều đang đợi cô ta, nên cô ta dùng tiếng Trung sứt sẹo nói, xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu, tôi, đồ của tôi. Nói xong câu tiếng Trung ngắc ngứ sứt sẹo, mọi người mới biết thì ra là một album rất quan trọng đặt trong vali của cô ta không tìm thấy đâu. Ra ngoài muộn là đang tìm album, mong mọi người thứ lỗi. Cùng là bạn nhưng so với Yamada Noki hôm qua thì cô gái này lễ phép hơn nhiều, mọi người đều tha thứ cho cô rồi. Có người còn tốt bụng hỏi cô ta đã tìm được chưa, cô ta cười rồi giơ một quyển album trong tay lên nói đã tìm được, trở về chỗ ngồi. Xe buýt bắt đầu xuất phát. Dương Bách Xuyên đều nghi ngờ 3 thanh niên châu Phi và cô gái tóc vàng, từ sau khi cô gái này lên xe. Anh đã nhìn chằm chằm, dùng linh thức quan sát động tĩnh của 4 người. Sau khi cô gái tóc vàng ngồi xuống, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một hàng chữ tiếng Trung trên bìa album trong tay cô ta. Sau khi anh nhìn thấy tên trên bìa album của cô gái tóc vàng qua linh thức, cả người anh chợt chấn động, suýt nữa thì đứng bật dậy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Dương Bách Xuyên kích động là vì anh thấy trên bìa album của cô gái tóc vàng viết, tặng rút thân mến năm nào đó và học viện ít nước Pháp. Cái này vốn không có gì kỳ lạ, vừa nhìn đã biết là một album bạn học Trung Quốc hoặc bạn bè của cô gái tóc vàng tặng cho cô ta, rất bình thường. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên không bình tĩnh được là tên ở phần đề chữ bên dưới album, bên trên viết 3 chữ Liễu Linh Linh. Chữ Hán, nước Pháp, Liễu Linh Linh. Tất cả những cái này không phải trùng hợp vậy chứ. Liễu Linh Linh đã đến nước Pháp du học. Cô gái tóc vàng này. Hoặc nói là cô gái tên Ruth như trên album viết lẽ nào là bạn học hoặc là bạn bè của Liễu Linh Linh sao? Dòng suy nghĩ của Dương Bách Xuyên bỗng chốc bay lên trời, trong đầu xuất hiện bóng dáng của Liễu Linh Linh. Lúc trước không thể đi nghĩ đến Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên còn không cho là đúng, nhưng bây giờ cả đầu toàn là Liễu Linh Linh. Trong cuộc đời của Dương Bách Xuyên có thể nói có 2 người phụ nữ có ảnh hưởng không thể xem thường đối với anh.
Ban đầu vì cứu chó của Triệu Nam ngược lại đã được Triệu Nam cứu mạng, coi như người phụ nữ đã thay đổi số mệnh tu chân của Dương Bách Xuyên, không thể xem nhẹ trong cuộc đời của anh. Liễu Linh Linh lại được coi là người phụ nữ đã thay đổi số mệnh cuộc sống của anh. Từ lần đầu nghiên cứu chế tạo ra đan chú nhan giả, chính là Liễu Linh Linh dẫn dắt các mối giúp ba anh tiêu thụ đan chú nhan giả, khiến Dương Bách Xuyên có được khoản tiền đầu tiên, có một ngôi nhà đầu tiên. Từ đó về sau Liễu Linh Linh đã trở thành bạn học không có gì không nói của Dương Bách Xuyên. Đối với Liễu Linh Linh trong lòng Dương Bách Xuyên có tình cảm đặc biệt. Lúc đầu sau khi tốt nghiệp cô từng ám chỉ tỏ tình, Dương Bách Xuyên coi như nghe không hiểu, vì anh biết lúc đó anh và nhà họ Liễu ở cố đô có khoảng cách thế nào. Sau đó Liễu Linh Linh đã ra nước ngoài, theo như tiền tiểu bối nói thì Liễu Linh Linh là mang theo tiếc nuối ra nước ngoài. Nhưng Dương Bách Xuyên chưa từng nói với ai, Liễu Linh Linh đi rồi đâu phải anh không tiếc nuối. Chỉ là sự tiếc nuối này đã vùi ở đáy lòng, bình thường hay bận rộn, cũng sợ gọi điện thoại, nên giữa hai người vẫn đều không còn liên lạc nữa. Dần dần Dương Bách Xuyên cũng quên cô rồi, hoặc nói là chôn vùi ở tận sâu trong đáy lòng. Không ngờ đến hôm nay lại thấy được tin tức của cô trong album của cô gái nước Pháp này. Dương Bách Xuyên xem chữ viết của album mấy lần, chắc chắn đến 8 phần chính là đây chính là bản thân Liễu Linh Linh, là cô tặng album cho cô gái nước Pháp. Nghĩ đến Liễu Linh Linh, nội tâm của Dương Bách Xuyên rất không bình tĩnh, nháy mắt đã sắp một năm kể từ khi mọi người tốt nghiệp. Cũng không biết cô ở nơi đất khách quê người thế nào. Lúc này anh thật sự muốn gọi điện thoại cho anh cả của cô. Nhưng Dương Bách Xuyên không dám, cũng không biết gọi được thì có thể nói cái gì. Có lẽ cô đã quên anh rồi nhỉ? Có lẽ cô đã tìm được bạn trai? Vào giây phút này, Dương Bách Xuyên có quá nhiều suy đoán có lẽ đối với Liễu Linh Linh. Trong linh thức, Dương Bách Xuyên thấy cô gái rút nước Pháp mở album ra. Lật trang đầu tiên, ảnh bên trong chính là ảnh chụp chung của Liễu Linh Linh và cô gái rút nước Pháp. Đầu óc Dương Bách Xuyên đều hơi trống rỗng, thầm nói quả nhiên là Linh Linh. Sự xuất hiện của cô gái nước Pháp này là trùng hợp sao? Cô ta và Linh Linh rõ ràng là bạn bè. Trong linh thức của Dương Bách Xuyên vẫn chưa phát hiện ra bất cứ điều khác thường nào, anh thu hồi linh thức, ánh mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến ngày tháng ban đầu cùng đi học tan học, cùng trêu đùa với mấy người Liễu Linh Linh, Tiền Tiểu Bối, Lâm Hoan. Bất giác xe buýt đã tiến vào Thiểm Nam thành phố Hán, tiếng hướng dẫn viên du lịch vang lên, cũng đã kéo suy nghĩ của Dương Bách Xuyên trở lại từ ngoài trời. Nghe hướng dẫn viên du lịch nói trong phát thanh, các du khách thân mến, chúng ta đã tiến vào Hán Trung. Hán Trung là một thành phố có lịch sử lâu đời, như thơ như họa, hiện đại thời thượng của cố đô tỉnh Tây Nam Bộ. Kho của nhà trời, chính là nói nơi này, Giang Nam nhỏ Tây Bắc, chính là nói nơi này. Rau cải biển hoa đẹp nhất Trung Quốc cũng là nói nơi này. Nơi này núi sông thuận lợi, lịch sử nhân văn, khí hậu sinh thái, đặc sản châu báu v.v. Hán Trung được gọi tên do Hán Thủy, nhánh sông lớn nhất của Trường Giang Hán Giang bắt nguồn từ huyện Ninh Cường. 451 năm trước công nguyên, nước Sở lập Hán Trung ở Trung Du Hán Giang quận An Khang, nay thuộc Hán Trung, An Khang, đầu Đông Hán, quận trị sau khi rời vào bản địa vẫn gọi là Hán Trung, dùng đến tận ngày nay. Nhắc đến Hán Trung, mọi người đều biết Hán Cao Tổ Lưu Bang, hôm nay điểm du lịch của chúng ta theo kế hoạch ban đầu tiên là trở về Hán Đài xưa, sau đó đến mộ Vũ Hầu, tiếp theo ngày mai chúng ta sẽ tiến vào cố đô. Trong lúc hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, xe buýt đã đỗ lại ở bãi đỗ xe của một nhà hàng, sau khi ăn cơm trưa xong thì sẽ trực tiếp đến Hán Đài xưa. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi đến Hán Trung vì xe buýt du lịch tham quan xong Hán Trung xưa còn phải đến mộ Vũ Hầu. Mà mộ Vũ Hầu nằm ở một huyện quản hạt của thành phố Hán Trung ở dưới chân núi Định Quân huyện Miến, cách Hán Trung hơn trăm dặm. Cho nên Dương Bách Xuyên vốn định trực tiếp chuyển xe về cố đô. Nhưng album trong tay cô gái rút nước Pháp, hoặc nói là Liễu Linh Linh trong album của cô ta khiến Dương Bách Xuyên thay đổi ý định, quyết định đi theo đoàn du lịch, hoặc nói là đi theo cô gái rút nước Pháp này xem sao. Dương Bách Xuyên luôn cảm thấy cô gái nước Pháp này có vấn đề, có lẽ cô ta chính là người nhìn trộm anh mấy lần. Hơn nữa cô ta có liên quan với Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên càng nên tìm hiểu chút. Cơm xong, mọi người lên xe đến tham quan Hán Đài xưa, hơn 10 phút đã đến nơi, Hán Đài xưa ở ngay trung tâm thành phố.
Sau khi xuống xe mọi người đã bước vào cảnh điểm Hán Đài xưa, Dương Bách Xuyên có thể đi theo phía sau cô gái rút nước Pháp. Lúc này, trong tay cô gái nước Pháp cầm máy ảnh phản xạ ống kính đơn chụp ảnh không ngừng, dường như rất thích văn minh Trung Quốc. Lúc bước vào viện bảo tàng, đối diện là một đài cao, đây chính là di chỉ cung đình của Hán Vương Lưu Bang Hán Đài xưa. Nó cao 7 mét, nằm ở phía bắc hướng về phía nam, chia 3 bậc thềm, là di chỉ nhân công đắp thành, có khuôn mẫu cung đình Tần Hán điển hình, về sau mọi người thường coi bậc này là tượng trưng cho cơ nghiệp của Triều Hán. Lúc này cô gái rút nước Pháp nhìn trái nhìn phải, thấy Dương Bách Xuyên cách đó không xa đã trực tiếp đi qua. Dương Bách Xuyên đã phát hiện cô ta đi tới từ lâu, để che giấu bản thân không theo dõi cô ta, anh giả vờ như cũng đang cầm điện thoại di động chụp ảnh xung quanh. Đâu biết rút đi thẳng tới bên cạnh anh, mỉm cười, dùng tiếng Trung sứt sẹo nói, tiên sinh, có thể chụp ảnh sầu riêng đỡ tôi không? Dương Bách Xuyên sửng sốt, nghe phát âm tiếng Trung không chính xác của cô ta mà buồn cười, rõ ràng chỉ là một câu, tiên sinh có thể chụp ảnh kỷ niệm giúp tôi không, cô ta lại nói thành sầu riêng. Có điều Dương Bách Xuyên cầu còn không được đối với yêu cầu của cô gái nước Pháp, anh đang buồn phiền vì không tìm được cơ hội tiếp cận cô ta, nghe ngóng lai lịch của cô ta xem rốt cuộc là có quan hệ gì với Liễu Linh Linh. Lúc này cô ta đã chủ động tìm tới rồi. Anh mỉm cười, nói, rất sẵn lòng. Tà tiếng Trung sứt sẹo của rút lại phát âm sai rồi. Dương Bách Xuyên không để bụng, không có gì. Rồi uốn nắn lại cho cô ta, cảm ơn trong tiếng Trung là cảm ơn, không phải tà tà. Cảm ơn, Ruth rất hiếu học. Đúng, cảm ơn, Dương Bách Xuyên uốn nắn cho cô ta. Được, là cảm ơn, Ruth nói từng từ từng chữ. Dương Bách Xuyên phát hiện nhất thời không uốn nắn nổi, dù sao có thể nghe hiểu là được rồi. Anh nhận máy ảnh trong tay cô ta, bắt đầu chụp giúp cô ta. Một lát sau. Dương Bách Xuyên trả máy ảnh cho Ruth, để cô ta xem hiệu quả, nói thật cô gái nước Pháp này rất xinh đẹp, quan trọng là dáng người rất cao. Dương Bách Xuyên phát hiện dáng người cao bằng anh, cặp chân dài còn dài hơn Lâm Hoan chút. Nhất là con mắt màu xanh nước biển của cô ta đã cho Dương Bách Xuyên một loại cảm giác quyến rũ nói không nên lời, cảm giác mắt của cô ta rất sâu thẳm, thậm chí cho anh một lỗi giác bể dâu. Ruth nhìn ảnh trong máy ảnh, mỉm cười cảm ơn Dương Bách Xuyên. Cảm tạ uốn nắn một hồi nói đúng được một nửa, chữ ơn cuối cùng lại nói thành tà rồi. Lúc này, cuối cùng Dương Bách Xuyên đã tìm được cơ hội nói bóng nói gió để tìm hiểu cô ta, hỏi cô ta, một người nước Pháp như cô sao lại biết nói tiếng Trung. Hơn nữa lời tôi nói cô cũng hiểu được một cách chính xác, điều này rất hiếm có. Nhắc đến cái này thì phải cảm tạ một người bạn của tôi, nhắc tới cô ấy cũng là người cố đô. Ruth phát âm không tiêu chuẩn giải thích cho Dương Bách Xuyên. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, không để ý hỏi, ồ, là người bạn gì? Coi như là một học sinh của tôi rút trả lời một câu đơn giản, không nói thêm nữa. Sau đó cô ta giơ tay ra, nói với Dương Bách Xuyên, chính thức làm quen, tôi tên là Ruth, đến từ nước Pháp. Chào cô, tôi tên là Dương Bách Xuyên. Hai người coi như đã làm quen chính thức, Dương Bách Xuyên rất muốn hỏi thêm cô ta có quen biết Liễu Linh Linh không, nhưng dù sao cũng không quen thân. Nên không tiện hỏi. Nhưng có thể nói chuyện được đã không tệ rồi, cứ từ từ đi theo lối mòn được. Trong cảm giác của Dương Bách Xuyên, anh luôn cảm thấy cô gái nước Pháp có chỗ nào đó không giống người bình thường, nhưng trong linh thức cô ta lại chính là một người bình thường. Sau đó Dương Bách Xuyên và Ruth đã tham quan, chụp ảnh, trò chuyện cả đường ở Hán Đài xưa. Trong lời kể của Ruth, cô ta vô cùng thích văn minh cổ xưa của phương Đông, cho nên lần này đặc biệt đến Trung Quốc du lịch. Hơn nữa điểm đích cuối cùng chính là quê hương cố đô của người bạn kia, đi xem kỳ tích nổi tiếng thế giới, Lăng Thủy Hoàng. Vừa nói ra câu này, Dương Bách Xuyên đã xác định người bạn của Ruth chính là Liễu Linh Linh, trùng hợp cũng sẽ không trùng hợp như vậy. Đi được một đoạn, Ruth nói, Dương tiên sinh, anh có thể kể cho tôi lịch sử ở đây không? Dương Bách Xuyên thấy cô lại biến điệu tiếng phổ thông, nên sửa lại, tôi họ Dương, không phải Dương trong Sơn Dương. Ai bỏ đi, nhất thời cũng không sửa được, dù sao tôi có thể hiểu được ý cô nói là được. Thật xin lỗi, tiếng Trung của tôi học không tốt, tiếng phổ thông rất lạ truyền ra từ trong miệng cô ta. Dương Bách Xuyên cười khổ xua tay ý bảo không sao, sau đó nói với cô ta, nơi này gọi là Hán Đài xưa,
là kiến trúc để lại thời Hán sở tranh hùng, diện tích khoảng 8.000 m². Hoàng đế khai quốc triều Hán Trung Quốc, Lưu Bang bắt đầu xây dựng triều đại ở Hán Trung, đặt quốc hiệu là Hán. Cao đài ông từng sống đã được người thế hệ sau tôn xưng là Hán đài xưa. Hai người vừa đi vừa nói, hơn một tiếng sau, mọi người đã tham quan xong, hướng dẫn viên du lịch dục khởi hành đến mộ Vũ Hầu. 3 giờ chiều, xe buýt đã đến mộ Vũ Hầu huyện Miến. Lúc này sau khi Rút và Dương Bách Xuyên quen biết, lúc tham quan mộ Vũ Hầu tất nhiên vẫn đi theo Dương Bách Xuyên, Dương Bách Xuyên cũng không phản đối. Anh luôn có thể thi thoảng như vô tình mà hỏi ra được một số tin tức của Liễu Linh Linh từ trong miệng của Rút. Tổng thể mặc dù Rút vẫn chưa nói rõ bạn của cô ta tên là Liễu Linh Linh, nhưng Dương Bách Xuyên lại đã chắc chắn chính là Liễu Linh Linh. Theo tin tức có được từ trong miệng của Rút, Liễu Linh Linh đều rất tốt, điều này khiến Dương Bách Xuyên yên tâm hơn rồi. Lúc đến mộ Vũ Hầu, Rút nhờ Dương Bách Xuyên làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu mộ Vũ Hầu giúp cô ta. Theo lời của cô ta thì Dương Bách Xuyên biết nhiều hơn hướng dẫn viên du lịch, cô ta muốn biết nhiều câu chuyện liên quan tới Gia Cát Vũ Hầu hơn. Dương Bách Xuyên hắng giọng nói, mộ Vũ Hầu, tức mộ Gia Cát Lượng tự Khổng Minh, người Dương Đô, Lang Nha, nói đến đây, Dương Bách Xuyên dừng lại, hỏi, không phải, tôi nói như vậy cô nghe có hiểu không? Không sao, tôi có thể hiểu chút, tôi cũng thích xem văn hóa, lịch sử nhân văn Trung Quốc. Rút tỏ vẻ đắc ý. Ồ Dương Bách Xuyên ồ rồi nói tiếp, có thể hiểu là được, tôi nói tiếp. Cuối năm Đông Hán, Vũ Hầu ẩn cư ở quân Nam Dương, để ý thế sự, được xưng là Ngọa Long. Sau đó trong Tam Quốc một người tài năng khác tên là Lưu Bị ba lần đến mời ông rời núi. Từ đó Vũ Hầu đã trở thành mưu sĩ quan trọng của Lưu Bị, xây dựng chính quyền Thục Hán, ông trợ giúp Lưu Bị xưng đế, đảm nhiệm chức thừa tướng. Kiến Hưng, năm đầu tiên Lưu Thiện kế vị. Cũng tức là sau khi Lưu Bị chết, con trai ông đã kế thừa vương vị, Vũ Hầu được phong là Vũ Hưng Hầu, lĩnh ích châu mục, chính sự dù lớn hay nhỏ đều do ông quyết định, quyền lợi khá lớn. Ông chăm lo việc nước, thưởng phạt nghiêm minh, mở rộng chính sách đồn điền, cũng cải thiện quan hệ với các tộc Tây Nam, đẩy mạnh kinh tế địa phương, phát triển văn hóa. Nghe nói ở Liên Châu ông đổi mới có thể bắn cùng lúc 10 mũi tên, lại chế tạo ra châu máy ngựa gỗ có lợi cho việc vận chuyển đường núi. Tăng 5 lần xuất binh đánh Ngụy, đoạt lấy Trung Nguyên. Năm Kiến Hưng thứ 12, kháng chiến với Ngụy Tư Mã Ý ở Vị Nam, chết bệnh trong Gò Ngũ Trượng, chôn ở núi Định Quân. Vừa nói vừa đi, hai người đã đến trước mộ Vũ Hầu, Dương Bách Xuyên cúi người tế bái trước mộ, cho dù là nghe kể chuyện từ nhỏ, hay là xem trong tivi, thì trong lịch sử Gia Cát Vũ Hầu đều là một nhân vật lịch sử Dương Bách Xuyên sùng bái, nên đến đây đâu thể không tế bái. Mặc dù theo sách sử ghi chép Gia Cát Vũ Hầu là thừa tướng Thục Hán thời Tam Quốc, nhà chính trị, nhà quân sự, nhà tản văn, nhà thư pháp, nhà phát minh kiệt xuất, có rất nhiều danh hiệu. Nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên đoán Vũ Hầu chính là một tu chân giả, vì bát trận đồ không phải vật phàm. Nghe đồn lúc chế địch, Gia Cát Vũ Hầu đã dùng đá loạn xếp thành trận đá, theo độn giáp được chia thành 8 cửa, sinh, thương, hưu, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, biến hóa khôn lường. Có thể chống lại 100.000 tinh binh. Trận đồ thao luyện quân sự và tác chiến này do 8 loại trận thế thiên, địa, phong, vân, long, hổ, điểu, xa tạo thành, là một sáng tạo của Gia Cát Lượng. Lại có tin đồn bát trận đồ là do Vũ Hầu diễn biến ra hậu thiên lạc thư bát trận đồ nghiên cứu từ lạc thư đồ của Thái Hạo Phục Hy. Hình thành 8 trận pháp chính, thiên phúc trận, địa tải trận, phong tán trận, vân tùy trận, long phi trận, hổ dực trận. Điều tường trận, xà bàn trận, vận chuyển nghịch càn khôn, quỷ thần khó đoán, nên cũng được gọi là quỷ thần bát trận đồ. Theo những suy đoán này, Dương Bách Xuyên đã nhận định có lẽ Vũ Hầu chính là tu chân giả, hoặc nói ông là người từng được truyền thừa tu chân. Sau khi tế bái xong trước mộ, Dương Bách Xuyên thấy hai gốc cây quế khổng lồ cổ già cỗi ở sau mộ, che như mái đình. Tiếng của người hướng dẫn vang lên trong phát thanh, hai cây quế to này là trồng từ thời Tam Quốc. Rốt cuộc có phải được trồng từ thời Tam Quốc hay không thì không thể kiểm chứng, nhưng trông quả thật vô cùng bể dâu. Chắc là do quá già rồi, hai cây quế được cố định trên khung sắt, bóng râm che mộ, tao nhã hợp lòng người, là hai cây hoa quế kết quả hiếm thấy trên đời, được gọi là song quế che mộ. Điều đặc biệt là trên đỉnh mộ Vũ Hầu có mọc một cây quả vàng cao lớn, theo lời của người hướng dẫn,
Trong truyền thống văn hóa mồ mả lâu đời của Trung Quốc sẽ không trồng cây trên mộ, nhưng lại xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ như vậy. Người thế hệ sau liên tưởng phong phú, cho rằng đây là tấm chân tình của vợ Gia Cát Lược, Hoàng A Sử, bà đã biến thân thành một cây quả vàng, che mưa chắn gió trên mộ người chồng yêu thương, bảo vệ ông. Lúc người hướng dẫn nói đến cây quả vàng trên đỉnh mộ, Dương Bách Xuyên nhìn về phía cây quả vàng hoặc nói là đỉnh mộ Vũ Hầu thì con mắt chợt co rút. Anh dường như đã nhìn thấy một sợi khói trắng từ từ bay lên từ trong mộ, sau đó chậm rãi bay thẳng lên trời xanh theo cây quả vàng. Dương Bách Xuyên tưởng là mình bị hoa mắt, vội vàng nhìn bằng linh thức. Sau đó một cảnh khiến anh không ngờ tới đã xuất hiện. Khi linh thức đến trên đỉnh mộ, anh cảm nhận được rõ ràng một năng lượng rất giống năng lượng tinh thần truyền ra từ trong mộ, có lẽ chính là khói trắng anh vừa nhìn thấy. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, vận chuyển kinh nguyên thần. Kinh nguyên thần anh tu luyện sau khi luyện đến tầng 2, thì không hề có chút động tĩnh nào nữa, vừa rồi sau khi tiếp xúc với sức mạnh bay ra từ trong mộ, vậy mà lại có chấn động, cho nên Dương Bách Xuyên đã vận chuyển kinh nguyên thần. Sau khi vận chuyển kinh nguyên thần, khói trắng hoặc nói là năng lượng bay ra từ trong mộ đã bị Dương Bách Xuyên hấp thụ giống như cam lộ. Sức mạnh linh thức của anh chợt tăng mạnh lên, từ trong phạm vi 54m xông đến 64, 74, 84, mãi đến lúc này mới chậm lại, bắt đầu tăng từng mét một, nhưng vẫn chưa dừng lại. Trong thời gian mấy phút, phạm vi linh thức lan ra đến 89, khi đạt đến 90m, linh thức đột nhiên chấn động. Dương Bách Xuyên cảm nhận được rõ ràng linh thức mạnh mẽ, dường như đã nâng cao một phẩm cấp mạnh mẽ. Lúc này cũng đã hoàn toàn dừng lại, trong mộ cũng không còn khói trắng như năng lượng bay ra nữa. Lại phát hiện kinh nguyên thần đã đạt đến tầng 3. Theo như quản lý kinh nguyên thần lúc trước, mỗi lần tăng một tầng, thì đều sẽ có một linh thức thay đổi. Linh thức tầng 1 là nội thị, đến linh thức tầng 2 là công kích, bây giờ tầng 3 thì anh còn chưa biết là cái gì. Đến lúc đó anh rất mong chờ, trong lòng hơi kích động. Không ngờ lần này ra ngoài du lịch nửa đường đúng coi như là đến đúng rồi. Muốn tăng cấp sức mạnh linh thức không dễ dàng, cần có cơ duyên, thứ này không giống như chân khí, có thiên tài địa bảo, có linh khí trời đất là có thể tăng cấp. Đúng là niềm vui bất ngờ. Càng không ngờ trong mộ của Vũ Hầu lại tồn tại sức mạnh như linh thức, hoặc nói là sức mạnh tinh thần. Ngay lúc tâm trạng Dương Bách Xuyên đang rất tốt, phía sau đã vang lên tiếng của Ruth, Dê tiên sinh, xin chụp tấm ảnh giúp tôi. Cô ta lại Dương thành Dê rồi. Có điều lúc này tâm trạng Dương Bách Xuyên tốt, không để ý, vô thức quay đầu nhìn Ruth. Một giây sau Dương Bách Xuyên lại có ánh mắt phức tạp. Thiên phúc thứ ba của kinh nguyên thần đã xuất hiện, anh cũng đã phát hiện bí mật của cô gái Ruth nước Pháp. Dương Bách Xuyên vẫn luôn cho rằng Ruth là một người bình thường. Trong cơ thể không có năng lượng. Lúc này anh dùng linh thức quan sát, đột nhiên phát hiện ra mắt và linh thức dung hợp có cảm giác con người hòa vào thiên nhiên. Trước kia linh thức quan sát sự vật và phản ánh lại thông qua não bộ. Bây giờ trực tiếp dùng mắt là có thể đạt được hiệu quả, cảm giác trực quan và rõ ràng lập thể như vậy còn chính xác hơn. Ngoài ra còn có thể nhìn xuyên thấu như hỏa nhãn kim tinh. Trong mắt Dương Bách Xuyên, lúc này trong cơ thể cô nàng Ruth người Pháp thật sự không có bất kỳ năng lượng nào, nhưng trong đầu và trong máu của cô ta lại ẩn giấu bí mật. Thế nên Dương Bách Xuyên biết rằng mình đã phát hiện ra bí mật của đối phương. Lúc này cõi lòng anh chợt rét lạnh. Kẻ theo dõi anh từ lúc rời khỏi thần Long Đàm đến giờ chắc chắn là Ruth. Ban đầu anh còn cảm thấy tất cả chỉ là trùng hợp, bao gồm cả việc trong tay cô ta có ảnh chụp chung với Liễu Linh Linh. Nhưng bây giờ xem ra đây không phải là trùng hợp. Nếu là một người bình thường thì không sao hết, nhưng mấu chốt là Ruth không phải người bình thường. Dương Bách Xuyên nhìn thấy trong máu cô ta có một dòng năng lượng đang lưu chuyển, đó là năng lượng dung hợp vào máu, thoạt nhìn không yếu. Ngoài ra, trong đầu cô ta có một viên tinh thể màu máu phát sáng to bằng hạt đậu tương, có vẻ như nó tương hỗ với năng lượng huyết mạch trên người cô ta. Ban đầu anh không phát hiện ra. Dù đã kiểm tra nhiều lần đều không thấy gì. Thật không ngờ trong huyết mạch của cô ta lại có năng lượng tồn tại. Nói cách khác, Ruth là một dị năng giả đặc biệt vô cùng mạnh. Chỉ như vậy mới có thể tránh được sự kiểm tra bằng linh thức của Dương Bách Xuyên.
Hiện tại linh thức của anh đã thăng cấp sau khi hấp thụ năng lượng bay ra từ lăng mộ vũ hầu. Sau khi linh thức dung hợp với mắt, anh vừa liếc mắt đã nhìn thấu tình trạng của Ruth. Dương tiên sinh, lúc này Ruth lại cất tiếng gọi. Dương Bách Xuyên hoàn hồn, trong lòng thầm cười khẩy. Cô đã thích diễn kịch thì anh đây diễn với cô, để xem cô có âm mưu gì. Tôi đến đây, Dương Bách Xuyên vẫn treo nụ cười trên gương mặt, đi tới nhận máy ảnh của Ruth rồi chụp ảnh cho cô ta. Sau khi chụp ảnh tại chỗ, Dương Bách Xuyên nhìn cô ta và nói, chúng ta sang bên kia chụp đi. Ở đó không có ai, không gian yên tĩnh, phong cảnh đẹp. Được, Ruth không biết Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra bí mật trong cơ thể mình. Hai người một trước một sau yên lặng đi ra lăng mộ vũ hầu. Sau khi đến một khu rừng nhỏ cách xa đám đông, Dương Bách Xuyên dừng lại. Ruth nhìn xung quanh, hình như không có khung cảnh nào có thể chụp ảnh. Cô ta hỏi với vẻ nghi hoặc, Dương tiên sinh, chỗ này không có gì để chụp cả. Lúc này Dương Bách Xuyên không giả vờ nữa, mặt lạnh như tiền. Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc bén, Ruth tiểu thư, phải chăng bây giờ cô nên giới thiệu lại về bản thân nhỉ? Hoặc là nói lúc ở thần Long Giá cô đã theo dõi tôi rồi. Trong mắt Ruth thoáng xuất hiện vẻ hoảng loạn rồi biến mất ngay, song Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy. Cô ta tỏ ra ngờ vực không hiểu gì, Dương tiên sinh, tôi không hiểu anh đang nói gì. Không hiểu ư, được tôi nói rõ với cô vậy. Năng lượng trong huyết mạch không phải thứ người bình thường nên có. Hiện tại Liễu Linh Linh thế nào? Tôi không quan tâm cô là ai, nếu Linh Linh rụng một sợi tóc thì Dương Bách Xuyên tôi thề rằng sẽ tiến cô xuống 18 tầng địa ngục. Nói cho tôi biết hiện tại Liễu Linh Linh thế nào? Dương Bách Xuyên nhìn Ruth, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Dương tiên sinh, tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì. Ruth còn chưa nói hết câu, Dương Bách Xuyên đã ngột ngột hành động. Anh tỏa ra sát ý ngùn ngụt, vươn tay muốn túm cổ Ruth. Trong mắt Ruth lóe lên ánh sáng màu lam. Khi tay Dương Bách Xuyên cách cổ Ruth 10 cm, cô ta vẫn bất động. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ lẽ nào cô gái người Pháp này không quen Linh Linh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trong huyết mạch trên người cô ta thật sự có một luồng năng lượng mà anh không biết. Đây là sự thật, cứ thử cô ta trước rồi tính tiếp. Anh túm lấy cổ đối phương. Rõ ràng là Dương Bách Xuyên đã tóm được cổ cô ta. Nhưng một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Một giây sau, Dương Bách Xuyên tóm hụt. Cô gái người Pháp tên Ruth này như hóa thành không khí, bỗng nhiên biến mất trong tay anh. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi, toàn thân sởn gai ốc. Trước giờ anh chưa từng gặp tình huống như thế này, mà nói chính xác hơn là kẻ địch. Mẹ kiếp, mình gặp ma à? Đúng lúc này, giọng Ruth vang lên sau lưng cách chỗ anh không xa, Dương tiên sinh, tôi rất tò mò sao anh lại phát hiện ra huyết mạch của tôi bất thường. Dương Bách Xuyên bất chợt xoay người lại, nhìn thấy Ruth đứng sau mình 10 mét. Đôi mắt xanh xinh đẹp của cô ta đã hoàn toàn biến thành màu máu, trông hết sức kỳ dị. Dương Bách Xuyên cực kỳ chấn động trước thủ đoạn kỳ lạ của Ruth. Anh không tài nào hiểu nổi rốt cuộc trong huyết mạch của Ruth có năng lượng gì mà cô ta có thể thoát khỏi tay mình. Đó là một loại thiên phú bẩm sinh, hay là tốc độ nhanh tột cùng. Anh cố gắng bình tĩnh lại. Nhìn chằm chằm vào đối phương, cô không cần quan tâm tôi phát hiện ra bằng cách nào. Truyền thừa nền văn minh suốt mấy nghìn năm của Trung Quốc không phải thứ dị năng giả châu Âu các người có thể hiểu được. Cô hãy nói cho tôi biết cô, hoặc là các cô đã làm gì Liễu Linh Linh. Có lẽ tôi có thể tha cho cô một con đường sống. Dương Bách Xuyên nói xong, Ruth cười khẽ, ha ha, Dương Bách Xuyên, anh hài hước ghê. Tha cho tôi một con đường sống á. Anh có giỏi thì bắt được tôi rồi hãng nói. Về phần Liễu Linh Linh, tôi nói thật cho anh biết vậy. Từ lúc bắt đầu điều tra anh, chúng tôi đã tra được toàn bộ về anh, bao gồm cả cô bạn Liễu Linh Linh của anh vừa hay đang ở Pháp. Trùng hợp là cô ta đang học vẽ ở phòng tranh của tôi, cũng xem như bạn học của tôi. Sau đó chúng tôi trở thành bạn bè. Điểm này thì anh cứ yên tâm, tôi không hại cô ta, chỉ đặt cô ta vào phạm vi giám sát thôi. Về phần Dương tiên sinh, điều đáng tiếc là chúng tôi đã hao tiền tốn của bồi dưỡng ra một thế lực ở Trung Quốc nhưng lại bị anh đã tiêu diệt. Chuyện này khiến anh trai tôi rất tức giận. Anh 5 lần 7 lượt gây ra không ít phiền phức cho chúng tôi, vì vậy lần này tôi đến Trung Quốc là để lấy mạng anh. Nhưng sau khi chứng kiến biểu hiện của anh ở đại hội võ cổ và sơn cốc tươi đẹp kia,
tôi quyết định không giết anh nữa, có lẽ chúng ta có thể làm bạn. Dương Bách Xuyên à, Vân Môn vừa mới thành lập, nếu gia nhập với chúng tôi, Vân Môn của anh sẽ trở thành thế lực đứng đầu Trung Quốc, anh sẽ nhận được tài phú vô tận từ chúng tôi, muốn gì có lấy. Chỉ cần anh kéo theo Vân Môn gia nhập với chúng tôi là được. Khi Ruth nói đến từ chúng tôi, nét mặt và giọng điệu lộ rõ thái độ trịch thượng, thậm chí còn vô cùng tự tin. Dường như cô ta, hay nói chính xác hơn là thế lực sau lưng cô ta cực kỳ đáng gờm. Hơn nữa cô ta còn nhắc đến anh trai, thông tin này tiết lộ Ruth là thành viên nòng cốt của thế lực sau lưng cô ta. Mà Dương Bách Xuyên đã đoán được thế lực trong miệng cô ta. Anh cười gằn, nếu tôi đoán không sai thì thế lực của cô là tổ chức sát thủ Xương Hoa đúng không? Ha ha, Dương Bách Xuyên, anh rất thông minh. Đúng là như thế, nhưng tôi phải nói cho anh biết một điều, sát thủ Xương Hoa chỉ là một thế lực thuộc gia tộc chúng tôi mà thôi. Vì vậy, nếu gia nhập gia tộc chúng tôi, anh sẽ có tất cả những gì anh muốn. Tiền bạc, quyền lực, đàn bà, thậm chí là sức mạnh cường đại. Lúc này Ruth nói tiếng phổ thông không hề trúc chắc, thậm chí còn lưu loát hơn người Trung Quốc. Khi nói về gia tộc, lời lẽ tràn đầy tự hào. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe thấy cô ta nói tổ chức sát thủ nổi tiếng thế giới chỉ là một thế lực thuộc gia tộc bọn họ, tuy bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh, song trong lòng đã dậy sấm. Dương Bách Xuyên thừa biết bị một thế lực hùng mạnh như vậy ghi thù, sau này mình đừng mong sống yên ổn. Ruth đã nói rõ ràng, yêu cầu anh gia nhập gia tộc bọn họ, mà nói thẳng ra là thần phục, chịu sự khống chế của bọn họ, trở thành người đại diện của gia tộc bọn họ tại Trung Quốc. Vì sao gia tộc bọn họ nhất định phải bồi dưỡng thế lực ở Trung Quốc? Mặc dù Dương Bách Xuyên không biết, nhưng anh chắc chắn đó không phải chuyện tốt lành gì. Bắt Dương Bách Xuyên thần phục gia tộc bọn họ, đùa gì thế? Nếu anh thần phục gia tộc của Ruth, trở thành người đại diện tại Trung Quốc thì chẳng phải là giặc phản quốc sao? Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn Ruth, ồ, nói trắng là bảo tôi trở thành người đại diện của gia tộc các người tại Trung Quốc chứ gì? Hay nói là nô lệ? Ruth mỉm cười, gật đầu rồi lại lắc đầu, đúng mà cũng không đúng. Ở ngoài anh chỉ cần góp sức lúc gia tộc cần là được. Nói đúng ra thì không tính là nô lệ, nhưng cho dù trở thành nô lệ của gia tộc thì cũng là niềm vinh hạnh của anh. Anh không biết ở phương Tây có bao nhiêu người muốn trở thành nô lệ của gia tộc chúng tôi nhưng không đủ tư cách đâu. Dương Bách Xuyên nhìn Ruth, cười sằng sặc, ha ha ha. Anh cười rất lâu mới dừng lại, dở giọng nói, các người là cái thá gì chứ? Người và thế lực có thể khiến Dương Bách Xuyên này thần phục vẫn chưa xuất hiện trên đời đâu. Tôi cũng đưa ra một điều kiện cho cô và gia tộc cô trở thành nô lệ của tôi. Bên cạnh tôi vẫn thiếu một hầu gái phương Tây, tôi có thể cho cô một cơ hội. Ruth sầm mặt nhìn Dương Bách Xuyên, giọng điệu lạnh lùng, Dương tiên sinh thân mến, anh đang sỉ nhục gia tộc Dracula chúng tôi đó. Xem ra tôi phải dạy cho anh một bài học, tiện thể cho anh thấy sức mạnh của huyết tộc Dracula. Ruth thẳng thừng nói ra danh hiệu của gia tộc mình, có thể thấy không phải cô ta ngạo mạn, mà là tự tin từ tận đáy lòng. Lời nói của Dương Bách Xuyên đã chọc giận Ruth, nhưng anh không quan tâm. Muốn bắt anh làm giặc phản quốc là điều không thể nào. Chỉ cần tông môn tu chân không xuất hiện trên trái đất, thì không có bất cứ một ai hoặc một thế lực nào có thể khiến anh thần phục. Cho dù anh thần phục, sư phụ Vân Thiên Tà sẽ chịu ư. Xét về truyền thừa, Dương Bách Xuyên là tu chân đời thứ hai danh xứng với thực. Tu chân giới rộng lớn nhường nào, chỉ có thể miêu tả bằng từ mênh mông vô tận, mà sư phụ Vân Thiên Tà của anh chính là chí tôn số một số hai của tu chân giới, là nhân vật trên đỉnh kim tự tháp. Ruth Chiêu Hàng đúng là không biết sống chết. Tuy nhiên, muốn trách thì chỉ có thể trách tu vi của anh hiện tại quá yếu. Nếu tu vi mạnh mẽ thì ha ha, anh có thể trừ khử cô ta trong nháy mắt. Dương Bách Xuyên vẫn luôn cảnh giác với Ruth người mà anh không nhìn thấu. Trong lúc Ruth nói chuyện, Dương Bách Xuyên đã dồn chân khí chuẩn bị đánh trả bất cứ lúc nào. Một giây sau, Ruth biến mất tại chỗ. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được phía sau có gió. Anh lập tức trở tay đánh ra một cú chấn thiên trưởng. Bộp! Trong tiếng vang nặng nề, Dương Bách Xuyên lùi về sau. Anh vừa đánh hụt một trưởng. Âm thanh va chạm vừa rồi là Ruth đánh trúng anh. Điều này khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi xen lẫn buồn bực. Trong cuộc đụng độ này,
mặc dù anh bị đánh lui nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng. Anh có thể đoán được Ruth không quá mạnh, cùng lắm cũng chỉ là sức mạnh của tiên thiên tầng một đỉnh phong. Điều khiến anh buồn bực là tốc độ của đối phương, có thể miêu tả bằng từ ma quỷ. Cô ta ra tay rất nhanh, có cảm giác còn nhanh hơn địa tâm lão tổ sử dụng bùa tăng tốc ở đạo tràng Vu Hàm. Anh tự thấy một đòn vừa rồi mình đã phản ứng rất nhanh, vậy mà vẫn đánh hụt, ngay cả vạt áo người ta cũng không chạm tới, trái lại còn trúng một chưởng. Tốc độ của cô ta nhanh như ma quỷ. Trước đó Ruth nói đến huyết tộc Dracula, bây giờ Dương Bách Xuyên có thể khẳng định cô ta là quỷ hút máu. Trên đời này thật sự có quỷ hút máu, hơn nữa thủ đoạn và thực lực không phải dạng vừa, nghe chừng còn là gia tộc cổ xưa. Sát thủ Xương Hoa chỉ là một thế lực thuộc gia tộc đó. Gia tộc này vừa cổ xưa vừa hùng mạnh, điều quan trọng nhất là bọn họ còn rất kiêu ngạo, luôn miệng kêu Dương Bách Xuyên thần phục. Điểm này khiến anh cực kỳ khó chịu. Nhưng dù khó chịu Dương Bách Xuyên cũng chẳng có cách nào. Tốc độ của cô gái phương Tây này quá nhanh, anh bó tay hết cách. Dương Bách Xuyên rất bức bối vì bị một cô gái, một quỷ hút máu, lại còn là một người phương Tây đánh chung một kích. Hôm nay anh đây nhất định phải chỉ cô. Sau khi đứng lại, Dương Bách Xuyên dồn chân khí vào hai tay, tiếp tục tung một chưởng về phía Ruth. Kha kha. Dương Bách Xuyên mừng thầm, một chưởng này đã đánh lên người đối phương. Nhưng ngay sau đó anh không cười nổi nữa, bởi vì khi anh đánh lên người Ruth, cơ thể cô ta rắc một cái hóa thành mảnh nhỏ. Dương Bách Xuyên biết mình không đánh trúng đối phương, chỉ đánh trúng dự ảnh của người ta mà thôi. Mẹ kiếp, đây là tốc độ gì thế? Bộp. Dương Bách Xuyên như bị điện giật, rên lên đầy đau đớn. Anh lại bị Ruth đánh lén sau lưng. Đệt. Dương Bách Xuyên tức hộc máu. Hai kích liên tiếp, nếu không phải thân thể anh rắn chắc hơn người bình thường thì e là anh tiêu đời rồi. Không ngờ thân thể của Dương Tiên Sinh lại rắn chắc như vậy, không biết đụng độ với vũ khí thì có thể mạnh nhường nào. Ruth di chuyển ra xa 10 mét, vẻ mặt trêu đùa. Trong lúc cô ta nói chuyện, trên tay xuất hiện một con dao găm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, trông rất sắc bén. Lúc này Dương Bách Xuyên hoảng rồi. Đúng là thân thể anh rất rắn chắc hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cũng chỉ là kim cương nhục thể tầng một mà thôi. Ăn đấm thì không sao, dính dao thì anh không tự tin chút nào. Lão già chết tiệt ơi, nếu người không ra thì sẽ không có ai chăm sóc cho người lúc cuối đời đâu. Thấy Ruth lôi dao găm ra. Dương Bách Xuyên thật sự sợ hãi, vội vàng gọi sư phụ Vân Thiên Tà trong lòng xin giúp đỡ. Đồ vô dụng, đường đường là người tu chân mà lại bị hậu duệ của một con rơi ép đến đường cùng. Sao con không đập đầu vào miếng đậu phụ đi? Sư phụ Vân Thiên Tà vẫn như mọi khi, vừa xuất hiện đã mắng mỏ. Lão già chết tiệt, người không đặt mình vào hoàn cảnh của con gì cả. Mẹ kiếp, cô nàng phương Tây này có tốc độ như ma quỷ, con có thể làm gì được? Sư phụ mau nghĩ cách đi, người không thấy cô ta có dao sao? Con không muốn ăn dao đâu. Dương Bách Xuyên phản bác ở trong lòng. Con cũng chỉ biết cãi ta thôi. Con nói xem, sức mạnh linh thức của con vừa mới thăng cấp, ngang ngửa sức mạnh linh thức của trúc cơ kỳ. Sao con ngu thế? Sau này con đừng nói mình là người tu chân, võ cổ giả còn mạnh hơn con. Thật ngu ngốc, thế nhé, đừng làm phiền ta nữa. Một con quỷ hút máu cũng không xử lý được thì còn mặt mũi nào làm đồ đệ của Vân Thiên Tà này. Vân Thiên Tà biến mất trong tiếng mắng mỏ. Nhưng Dương Bách Xuyên lại sững ra đó. Vừa rồi anh bị tốc độ ma quỷ của rút dọa sợ, rối loạn phương hướng. Bây giờ nghe sư phụ mắng xong, anh cũng mắng mình ngu. Có linh thức mạnh mẽ mà lại quên sử dụng. Mẹ nó chứ, tốc độ của cô có nhanh đến mấy cũng nằm trong phạm vi linh thức của anh đây. Tốc độ nhanh hơn nữa thì có nhanh bằng linh thức không? Huống chi sức mạnh linh thức của anh đây vừa mới thăng cấp, không đánh chết cô mới lạ. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cười thầm trong lòng, nhưng bề ngoài lại giả vờ tái mét mặt mày. Ruth cho rằng Dương Bách Xuyên bị mình dọa sợ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thành viên của gia tộc Dracula, đặc biệt là quỷ hút máu cấp bậc bá tước như cô ta tương đương với tiên thiên tầng 1 ở phương Đông, lại thêm tốc độ vượt trội. Cho dù là tiên thiên tầng 2 cũng giết dễ như trở bàn tay. Huống chi trong mắt cô ta, Dương Bách Xuyên vẫn chưa đạt đến tiên thiên chân chính, chỉ có sức mạnh lớn một chút mà thôi. Ruth từ Pháp sang Trung Quốc, nhận nhiệm vụ ám sát Dương Bách Xuyên từ gia tộc,
tất nhiên đã nắm rõ mọi thông tin về Dương Bách Xuyên. Cô ta bám theo Dương Bách Xuyên đến Thần Long Giá, rồi lại theo vào đạo tràng Vu Hàm. Sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của Dương Bách Xuyên, cô ta lập tức báo cáo tình hình cho gia tộc, nhận được chỉ thị chiêu hàng Dương Bách Xuyên. Nhưng bây giờ xem ra Dương Bách Xuyên không đồng ý, vậy thì cô ta đành phải dùng đến vũ lực. Thật ra Ruth phản đối bạo lực, cô ta là quỷ hút máu dịu dàng. Nhưng Dương Bách Xuyên quá khó chơi, cô ta chỉ có thể dùng bạo lực. Có một số người bị đánh đau mới chịu khuất phục, đây là kinh nghiệm của Ruth trong hơn 200 năm cuộc đời. Đúng vậy, nhìn vẻ ngoài thì Ruth chỉ 20 tuổi, nhưng thật ra cô ta đã hơn 200 tuổi. Thành viên của huyết tộc đều có dung nhan không già, đây là niềm kiêu ngạo của mỗi thành viên trong gia tộc Dracula. Ruth chuẩn bị dạy dỗ Dương Bách Xuyên một trận, làm cho anh khuất phục. Cô ta biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên. Nhưng lúc này Ruth nhìn thấy Dương Bách Xuyên khẽ nhếch môi nở nụ cười, tức thì có dự cảm không lành. Biểu hiện này của đối phương quá bất thường. Nhất định là có chỗ nào đó không đúng, hoặc là Dương Bách Xuyên có chiêu trò gì đó. Ngay sau đó Ruth đã biết Dương Bách Xuyên thật sự có thủ đoạn phản kích. Lúc khóe miệng anh nhếch lên, Ruth đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ ập vào đầu mình. Cô ta cảm thấy đầu mình như trúng một mũi tên, đau muốn nứt ra, đầu óc lập tức trống rỗng. Dương Bách Xuyên cười hình hịch, quả nhiên linh thức đạt tới kinh nguyên thần tầng 3 có tác dụng với người cấp bậc tiên thiên. Lúc giết Đinh Dương ở đạo tràng Vu Hàm, anh đã thử nhưng kinh nguyên thần tầng 2 không thể đối phó với cấp bậc tiên thiên. Nhưng bây giờ kinh nguyên thần lên tầng 3, anh có thể xử lý quỷ hút máu rút một cách dễ dàng, không tốn bao nhiêu sức lực. Sau khi dùng linh thức tấn công Ruth, Dương Bách Xuyên thấy cô ta gào thét thảm thiết, ánh mắt vô hồn. Nhưng anh cũng cảm thấy mình không khống chế được nhiều. Anh thình lình vươn tay giật con dao trong tay đối phương rồi dí vào cổ cô ta. Lúc này, trong ánh mắt linh thức Dương Bách Xuyên nhìn thấy viên tinh hạch màu máu to bằng hạt đậu tương trong đầu Ruth đang phát ra ánh sáng đỏ như máu, ép linh thức của anh ra khỏi đầu cô ta. Trong cảm giác của anh, viên tinh thể màu máu trong đầu rút rất tà ác. Dương Bách Xuyên không dám cứng đối cứng, vội vàng rút linh thức ra ngoài. Dù sao anh cũng đã kề dao vào cổ cô ta, tương đương với chế ngự cô ta. Từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong thời gian 3 hơi thở, Dương Bách Xuyên đoán rằng linh thức của mình chỉ có thể tấn công rút trong thời gian 3 hơi thở, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Tấn công bằng linh thức thì thời gian không đến một hơi thở. Hiện tại kinh nguyên thần mới thăng cấp, đạt tới 3 hơi thở đã là rất dài rồi. Sau khi linh thức của anh rút ra khỏi đầu Ruth, ánh mắt cô ta cũng khôi phục tỉnh táo. Đứng im, cô mà động đậy thì tôi sẽ xử cô đó, Dương Bách Xuyên đắc ý nói. Lúc trước anh bị cô nàng phương Tây này đánh hai chưởng, bây giờ đã lấy lại thể diện. Hơn nữa Dương Bách Xuyên chẳng có chút thiện cảm nào với cô nàng này, dáng vẻ khinh người của cô ta khiến anh rất phản cảm. Bây giờ anh muốn tra hỏi chuyện của Liễu Linh Linh. Ruth thật sự không dám nhúc nhích, khí tức cả người Dương Bách Xuyên tập trung hết lên người cô ta, đặc biệt là sức mạnh cường đại phát ra từ mũi đao, cô ta thật sự không chắc chắn bản thân có thể trốn thoát. Hơn nữa không biết vừa rồi Dương Bách Xuyên đã dùng thủ đoạn gì công kích đầu óc cô ta mà hiện tại cô ta gần như không có bất cứ năng lực chống cự, ý thức rất hỗn loạn. Nếu cứ như vậy, Dương Bách Xuyên sẽ giết chết cô ta mất. Ruth thấy được từ trong ánh mắt của anh vẻ tàn nhẫn không hề thương hoa tiếc ngọc, vì vậy cô ta không dám di chuyển. Tất nhiên nếu thật sự ép cô ta đến đường cùng, không phải cô ta không có cách mà là cái giá phải trả quá lớn, cô ta không muốn làm như vậy. Ruth nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nói, Dương thân ái, có thể nói chuyện được không, thật ra chúng ta có thể làm bạn bè nhờ bạn học, không, phải gọi là bạn gái Liễu Linh Linh của anh mà nhỉ. Cô đang uy hiếp tôi. Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám động vào Liễu Linh Linh, tôi thề sẽ diệt sạch gia tộc cô. Dương Bách Xuyên tỏa ra uy áp trong vô hình. Ruth đối diện với ánh mắt của Dương Bách Xuyên, cảm nhận khí thế cường đại trên người anh, cơ thể không nhịn được run lên. Không biết tại sao cô ta có cảm thấy Dương Bách Xuyên nói được làm, trong lòng bỗng thấy nực cười. Gia tộc Dracula truyền thừa lâu đời lại có thể bị đối phương diệt trừ. Bọn vẫn đứng sừng sững xuyên suốt dòng sông lịch sử chảy dài mấy nghìn năm, thậm chí còn phát triển huy hoàng, Dương Bách Xuyên chỉ là một võ cổ giả phương Đông mà thôi,
diệt trừ. Làm sao có thể? Chẳng qua có một câu Ruth nói không sai, cô ta là bạn của Liễu Linh Linh, cô ta sẽ không tổn thương cô bạn thân duy nhất đến từ phương Đông này, ngược lại còn đang bảo vệ đối phương, cô ta cần làm rõ chuyện này với Dương Bách Xuyên. Dương thân ái, đừng nói gia tộc Dracula hùng mạnh như thế nào, đời này anh đừng mơ diệt trừ được mà Liễu Linh Linh thật sự là bạn thân của tôi. Anh yên tâm, tôi sẽ không tổn thương cô ấy. Tuy cô ấy chịu sự giám sát của tôi nhưng tôi sẽ không để cô ấy bị thương, thậm chí chúng tôi còn là bạn bè rất thân, anh không thể tổn thương tôi. Anh có thể xem xét điều kiện của tôi lấy danh nghĩa gia tộc Dracula ra bảo đảm, anh sẽ đạt được tất cả những thứ vượt qua tưởng tượng. Anh điên rồi hả? Ruth còn chưa dứt lời đã bị Dương Bách Xuyên không hề khách khí đá một cái, anh nắm lấy cổ tay cô ta, lạnh lùng nói, nghe rõ. Đừng có nhắc đến chuyện gia nhập gia tộc Dracula chó má gì đó của các cô với tôi, mấy người xách giày cho ông đây còn không xứng, nói một từ nữa là tôi sẽ giết cô ngay lập tức. Dứt lời, Dương Bách Xuyên dừng một lát rồi nói tiếp, hiện tại ngậm miệng lại cho tôi, về chuyện của Liễu Linh Linh, tôi sẽ đến nước Pháp đón cô ấy về, tôi tin cô và Liễu Linh là bạn bè, thế mà cô lại tới giết tôi, vốn dĩ cô có cơ hội đấy, tiếc quá hiện tại đã chậm. Xét thấy lúc trước cô giết nhầm người. Tôi có thể tha cho cô một mạng, chẳng qua tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Dứt lời, Dương Bách Xuyên bước ra một giọt máu từ đầu ngón tay, dùng phương pháp khống chế hầu đậu đậu lúc trước để kiềm chế Ruth, thêm một tầng bảo đảm cho an toàn của Liễu Linh Linh. Quả thật, khi Ruth nói cô ta và Liễu Linh Linh là bạn bè, Dương Bách Xuyên có thể cảm giác được cô ta không nói dối, đây cũng là nguyên nhân anh tha cho cô ta một mạng. Trong người Ruth có một giọt máu của anh chẳng khác gì Dương Bách Xuyên có thể khống chế chuyện sống chết của cô ta, quỷ hút máu nhìn qua có địa vị khá cao trong gia tộc trước mặt này sẽ là một lá bài tẩy trên tay anh, đồng thời cũng đảm bảo cho Liễu Linh Linh. Cho dù Ruth nói sẽ không làm tổn thương Liễu Linh Linh nhưng ai dám chắc gia tộc Dracula có phái một tên quỷ hút máu khác đến không? Suy cho cùng Liễu Linh Linh bị Ruth hoặc người tổ chức sát thủ Sương Hoa theo dõi đều bởi vì anh. Dương Bách Xuyên phải chịu trách nhiệm cho chuyện này, anh cũng không muốn Liễu Linh Linh gặp chuyện. Khống chế Ruth là cách tốt nhất, càng có giá trị hơn giết cô ta. Ngay lúc nhìn thấy giọt máu trên đầu ngón tay của Dương Bách Xuyên, trong mắt Ruth tràn đầy hoảng sợ, cô ta vẫn luôn theo dõi anh, bao gồm cả những lúc bên trong đạo tràng vu cổ. Ở đạo tràng vu cổ, lúc Dương Bách Xuyên đại chiến với báo yêu, Ruth lén lút quan sát nhìn thấy anh dùng một giọt máu thuần phục báo yêu cường đại đến ngoan ngoãn. Vì vậy sau khi thấy hành động của Dương Bách Xuyên, cô ta nghĩ đến hình ảnh anh đối phó với Bảo Yêu, trong lòng lập tức hoảng sợ. Lúc này, Ruth quyết định dù có phải trả giá bằng máu cũng không được để Dương Bách Xuyên đưa giọt máu kia vào người mình. Ngay lúc Dương Bách Xuyên đang niệm chú thuật, trong lòng Ruth cũng đang niệm huyết chú cổ xưa của gia tộc Dracula. Dương Bách Xuyên hoàn thành thi pháp, một giọt máu ngay lập tức bay đến mi tâm Ruth. Cô ta cũng phản kích lại. Chế tạo cấm chú. Dương Bách Xuyên thấy giọt máu sắp chui vào mi tâm Ruth, trong lòng không nhịn được vui vẻ, anh chỉ cần khống chế cô gái này là có thể đảm bảo an toàn cho Liễu Linh Linh đang ở Pháp, hơn nữa còn thể giải quyết chuyện Sương Hoa. Thế nhưng, làm người không thể đắc ý, hay phải nói trong khoảnh khắc mấu chốt không được vinh váo quá mức. Dương Bách Xuyên cho rằng giọt máu chui vào mi tâm của Ruth là xong, thế nhưng điểm chết người là anh lại thả lỏng ngay lúc đó. Ánh mắt Ruth bỗng nhuốm màu máu, mở miệng thét dài một tiếng, lộ ra hai cái răng nanh vô cùng dại dọa sợ Dương Bách Xuyên, dáng vẻ hiện tại của cô ta giống y hệt quỷ hút máu trong phim. Đương nhiên đây không phải điểm mấu chốt, linh thức của A-H nhìn thấy viên tinh thạch đỏ tươi bé chừng hạt đậu trong đầu cô ta bỗng dưng nổ tung, ngay lập tức cắn nuốt sạch máu của anh. Gào! Tiếng thét dài và ánh sáng đỏ như máu tỏa ra từ người Ruth khiến Dương Bách Xuyên nhanh chóng cảm giác được nguy hiểm. Dao găm trong tay anh không chút nghĩ ngợi bất ngờ đâm thẳng xuống. Anh nghĩ cho dù bị thương cũng muốn giết chết quỷ hút máu phương Tây này. Thế nhưng, tất cả đã muộn. Khoảnh khắc một dao của anh rơi xuống, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy trên người Ruth phát ra hai luồng khí thế khiến chèn ép người khác, một giây sau, dao anh chém vào không khí. Dương Bách Xuyên biết Ruth đã dùng thủ đoạn gì đó trốn thoát khỏi sự trói buộc của khí tức và linh thức anh. Chạy thoát rồi, trước mắt không còn bóng dáng cô ta đâu. Dương Bách Xuyên phiền muộn. Do anh quá chủ quan, nếu lúc nãy anh không đắc ý buông lỏng kìm kẹp cô ta thì cô ta đã không thể thoát được rồi.
Đúng lúc này, giọng của Ruth vang lên cách đó hơn 10 mét. Dương thân ái, tôi nhớ kỹ anh rồi, một ngày nào sẽ khiến anh phải hối hận. Em mờ thanh nhỏ dần rồi biến mất. Dương Bách Xuyên nghe rõ sự kích động trong giọng nói của cô ta, e rằng một kích vừa rồi của cô ta có giá không nhỏ, nỗi oán hận anh đã tăng lên mấy lần. Dương Bách Xuyên không nhịn được cười khổ, một khi quỷ hút máu này chạy trốn, anh đuổi không kịp. Công kích linh thức chỉ có phạm vi mấy trăm mét, ít nhất hiện tại không thể đuổi theo được. Cũng không biết giọt máu kia có thành công không nhỉ? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, dù sao máu của anh đã bị ánh sáng đỏ trong đầu cô ta cắn nuốt, có khi đã biến mất rồi, nếu như còn thì anh đã có thể cảm nhận được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 26.